Bây giờ là 7 giờ sáng ngày mùng 8 tháng 11 Tây năm 2015. Bữa nay từ bữa Phật thất ngày hôm qua lúc 6 giờ chiều và bữa nay qua tới ngày Chủ nhật, thì thầy khai thị trước khi thầy đưa vào thực hành cái là quán tưởng niệm Phật thì có 4 loại. Chúng ta trì danh niệm Phật là lâu nay chúng ta sử dụng. Cái trì danh niệm Phật này nó chỉ còn được cái miệng chúng ta thôi. Nhưng mà niệm Phật mà có mắt láo liên là coi cái bà đó sửa mũi, cái bà cái cắt mắt, cái bà đó ăn dụng, hay là cái bà đó tốt xấu chúng ta tạo còn nghiệp con mắt. Do đó chúng ta nhìn tưởng niệm Phật để chúng ta dập bớt một cái nghiệp nữa, là cái nghiệp có phải cái tội mà chúng ta gieo lâu nay là do con mắt và cái miệng không quý vị, rồi cộng với cái lỗ tai lắng nghe nữa, thì chúng ta dập được ba cái cửa. Chúng ta thấy hình con khỉ không? Con khỉ bịt mắt ngay cái cổng nó vô đó. Ai lấy giùm cho thầy ba cái con khỉ, có ba chú tiểu mà cứ ngồi và nói giùm con hùng long lấy vô đó. Bữa nay là chúng ta tu cái kiểu này, ba ông luôn con hùng long, chứ một ông là nó còn hai cái chỗ kia nó chạy tầm bậy nữa. Dạ, con lấy vô đây. Bữa nay tôi dạy rõ về niệm Phật. Lúc này là tôi thấy là lần lần á, chủ mạng Quỷ Dương bắt đệ tử tôi đi dài dài hết rồi, tôi phải lo đó. Thầy lâu nay đó, quý vị biết, cứ để đi đi được là tịnh thanh. Lâu nay đó chúng ta thấy chưa có ai tu tới cái này, phải không? Bữa nay đó mình bịt mắt không thì không có công đức, lục căn không đầy đủ đó thì làm gì mà được tu hành, được xuất gia. Thành ra đó mình có con mắt, mà con mắt này để nhìn trong cái mà coi như là quy tắc niệm Phật của ngài Ứng Quang Đại Sư, chỉ dùng con mắt nhìn tới những cái gì hình ảnh đẹp đẽ, đừng có nhìn những cái gì xấu xa bại hoại. Nhưng mà chúng sanh mình nó cái gì á đẹp không nhìn, mà cái nhìn xấu xa bại hoại không à. Ví dụ như cái bà đó, bà đi sửa sắc đẹp từ Việt Nam về, mình không chịu khen, có những cái đẹp đó mà mình ngồi mình môi mình móc ra coi có cái gì sửa sai, cái gì xấu để mà mình chỉ lỗi, có cái đó không quý vị? Mà cái gì mà nó xấu đó là mình nhớ hoài, coi như mình dễ nhớ lắm, mà cái gì tốt đẹp của người ta mình không có nhớ. Giờ tôi đố quý vị nói giùm tôi cái tốt cái vụ trung coi. Con suy nghĩ hoài ba ngày nói không ra. Bây giờ nói giùm cái xấu vụ trung, dạ dạ có nhiều lắm, để con lật thôi. Nói cả tháng không hết. Chúng ta thấy không quý vị, tu mà nhìn tưởng niệm Phật là để chúng ta hủy bỏ đi cái nghiệp của con mắt. Rồi chớ cái nữa, chúng ta có lỗ tai nhưng mà chúng ta ở trong này đó là bịt miệng nè. Mà bịt miệng bằng cái gì? Bịt miệng bằng câu niệm Phật đó quý vị. Cái đầu tiên mà chúng ta tu tịnh độ là chúng ta tu ở cái hình ảnh này nè, bịt miệng. Rồi cái lỗ tai đó là chúng ta tội gì chúng ta bịt, mà chúng ta phải dùng cái lỗ tai để lắng nghe lại cái tiếng niệm Phật của mình. Như vậy là chúng ta ba cái chúng ta tu. Thứ nhất là đầu tiên chúng ta tu cái miệng, dùng cái miệng niệm Phật để khỏi đi nói thị phi. Sau đó chúng ta tiến level thứ hai là nhìn tưởng niệm Phật, chúng ta không có bịt nữa, phải không? Và tại vì khi mà chúng ta bịt con mắt rồi đó, bây giờ tối về quý vị nằm ngày đêm, hồi tối là mấy chục bà ngủ đây phải không, quý vị mà tắt đèn bịt con mắt thôi, hai lỗ tai nó thính dữ lắm, nó nghe rõ rù rì vậy, đúng không quý vị? Bây giờ quý vị thà là mở mắt nhìn cái bà kia ngái, rồi hôm đó thầy cứ dở cửa sổ thì nghe cái bà sao ngái lớn quá, cái bà kia bà nói ngái chỗ này rồi chỗ kia ngái nữa, phải không? Thành ra nó lên tùm lum. Thành ra vì lý do đó mà chư tổ mới đặt ra là cái pháp môn niệm Phật là cái pháp môn thù thắng. Cho như bữa nay đó thầy phải khai triển. Rồi cái cuối cùng là thật tướng niệm Phật, trì danh niệm Phật là mới sơ cơ, nhân tưởng niệm Phật là lên level thứ hai. Rồi cái nữa đó là quán tưởng, lúc đó bỏ tượng Phật hết mà tượng Phật vẫn hiện trong đầu, là thế lệ thứ ba. Thứ tư là thật tướng niệm Phật, là cái đó cao nhất. Thành ra tôi muốn đưa quý vị đi từng level một. Bữa nay vô thì mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay, rồi thầy khai thị quý vị lắng nghe và rồi chúng ta áp dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Phật này nó du nhập vào Việt Nam từ thời nào? Hả?
Tôi nói cho quý vị nghe đó, nhiều khi nhiều người đó họ không có hiểu về cái lịch sử Phật giáo. Thành ra họ nói đó, Phật giáo mà bắt truyền đó là từ bên Tàu truyền qua. Xin lỗi quý vị, ngài Khương Tăng Hội đó, ngài là con cháu của một số người, ngài là người Ấn Độ. Vào thế kỷ thứ nhất, thứ hai thì ngài ba theo ba má của ngài đi buôn, lúc đó Ấn Độ. Quý vị biết á, cái Ấn Độ đã đi theo du thuyền và họ buôn bán ở Việt Nam trước khi qua Trung Hoa nữa. Thành ra quý vị biết Khương Tăng Hội là tổ sư của Thiền Tông. Mà quý vị nhớ, ngài Khương Tăng Hội đem Thiền Tông vào Việt Nam còn trước cả cái ngày Đạt Ma mà đi qua Tàu. Quý vị nhớ nha, tổ Đạt Ma mà khi qua Tàu đó là ngài đã, lúc đó là Lương Võ Đế đã làm 72 cảnh chùa rồi nha, nhớ nha. Trong khi đó ngài Khương Tăng Hội đã truyền cái đạo Phật vào trong Việt Nam. Thành ra tôi nói quý vị nghe, thì khi hỏi đó thì hỏi hòa thượng, thì pháp môn Tịnh Độ này bắt nguồn cho Việt Nam thời nào? Thì ngài nói lâu lắm rồi, nghĩa là cái thời xưa đó, mà cái thời mà thịnh hành đó là đời nhà Trần. Thật sự ra quý vị thấy tất cả những cái vị tổ mà vô trung, hay quý vị biết là dòng Lâm Tế thứ mấy không? Con thấy hòa thượng gì chết hồi xưa con đọc đó là Lâm Tế đời thứ 45, Lâm Tế đời thứ 46, 47, 48. Tất cả những cái tổ mà của Việt Nam mà là tổ Thiền Tông không à? Nhất là tới đời Trần là cái Thiền Tông rực rỡ. Mà bây giờ hòa thượng Trúc Lâm đó là Trúc Lâm Yên Tử đó. Nhưng mà sau này sau khi mà hết cái đời nhà Trần rồi đó, Thiền Tông bắt đầu suy coi như là đi tới cái thịnh là tới suy rồi đó. Thì một hôm, là cái câu chuyện này, sau khi mà Thiền Tông nhà Trần đã suy giảm rồi, thì lúc đó có một cái người vào chùa, một cái anh đó, anh Câm. Anh Câm anh vào chùa, anh xin xuất gia. Thì anh xin xuất gia thì hòa thượng không cho đi tu, lý do là lục căn không đầy đủ. Thì anh cứ ra dấu, anh vô chùa anh lại rồi, anh ra dấu rồi xin cái gì, anh viết chữ, anh viết được, anh mới cầm chữ, anh viết thì anh nói là anh bị câm. Thành ra, nhưng mà đặc điểm của anh này đó, là câm nhưng mà không có điếc. À, người ta câm là phải điếc, nhưng mà anh này câm không bao giờ điếc, thì cái chuyện lạ thì hòa thượng mới nói, cái tên này nó câm mà nó không có điếc. Thành ra cho nó vào trong tu cư sĩ. Thì nhiệm vụ của tên này là buổi sáng 4 giờ sáng là đánh đại hồng chung để cho thức chúng, đánh tới 4 giờ rưỡi để chúng lên tụng lăng nghiêm, buổi chiều ra đánh đại hồng chung để người ta công phu chiều tụng gì. Là hồi xưa đó là buổi trưa người ta không có tụng gì ngoài cái cúng ngọ đó, dụ trung hồi xưa là cúng ngọ chứ không có tụng vô lượng thọ. Có hai đường công phu thôi, công phu phia là lăng nghiêm vào lúc 4 giờ sáng, công phu chiều vào lúc chiều thôi. Và họ có cái thời cúng ngọ cho Phật, cúng cơm vào buổi trưa ngắn ngàn thôi, và sau đó 4 giờ chiều đó thì có cái thời cúng cô hồn. Thì cái ông mà được nhận vào chùa làm nhiệm vụ đó, ông làm hoài tới cái giờ người ta tụng kinh á. Thời hồi xưa ông không có được vào trong cái tăng đường, mà ông đứng ở hoài cái đó, ông đứng ngoài cửa mà ông lắm như ông nghe. Ông nghe như vậy mà gần ròng rã cho tới mà 15 năm. Thì một hôm nữa tới giờ ăn cơm thì người ta không thấy ổng lên ăn cơm. Thường thường ổng ăn cơm là ổng ăn sau, chứ tăng lên trong chùa ăn xong rồi ổng mới dọn dẹp xuống đồng ăn. Cái cuối cùng rồi ổng được phụ rửa chén. Hồi xưa chùa tăng không có cho người đi ở, thành chính thầy tri khố là nấu ăn rồi lo cái chuyện cắt mỏi thầy lo nấu ăn, chứ không có người nữ vào chùa. Và cứ vậy cho tới thời gian bữa đó hòa thượng ổng nói sao giờ này không thấy cái ông cư sĩ Câm ổng xuống ổng dọn dẹp để mà rửa đi vô đó. Thì người ta xuống cái chài, ông ở sau cái trái nhà bếp, kêu nhà trù tức là nhà bếp á, thì thấy ông đã ngồi ông tịch rồi. Thì ông viết lại một cái bài thơ. Ông nói trước đây nguyên ông là một vị quan ở trong triều, rồi ông A Tòng với thừa tướng để mà ông làm coi như là làm chứng gian á, để mà giết một trung thần cho nó vào nhà vua, ra cái lệnh là tru di tam tộc nguyên cả cái dòng họ kia. Mà ổng là cái người rất là thanh liêm, ổng là quan hình bộ, ổng làm trong cái hình bộ coi như là quan coi về vấn đề, giống như hồi xưa nó có là lai bộ văn bộ thượng thư này, hình bộ thượng thư là coi về cái tư pháp này. Thì ổng làm phụ tá trong đó, mà ổng là cái người rất là thanh liêm, cho ổng đi điều tra thì ổng ta hối lộ ổng, và ổng làm chứng gian, ổng ra ổng chứng và cả dòng họ bị giết. Và từ đó ổng mới phát nguyện là ổng không sử dụng cái lưỡi này nữa, tại vì cái lưỡi này đã giết coi như tru di cũ tộc một dòng họ. Và khi ổng đến chùa tu đó thì mới dạy cái chuyện là ổng về giả câm chứ không phải là người câm.
ông giả câm, thành ra hả mà câm là phải điếc thôi, còn cha này đó là câm giả. Thành ra trong chùa ai nói gì mà quý vị biết, khi câm giả như vậy thì tha hồ mà người ta chửi, người ta nói giọng nghe hết rồi, nhưng mà ông nhẫn nhục được, ông không nói. Hằng ngày ông lên ông nghe pháp, ông đứng về cửa sổ nghe, ông không sử dụng cái miệng, do đó ông tạo cái phước đức rất là lớn. Mà khi đó thì ông giết một cái, có những lúc ông nổi điên vì có những cái gì mà trong chùa nghĩ ông câm đó, làm cái gì sai trái, bể một cái bình bông cũng nói là cái thằng câm, coi như là làm một cái gì con chuột nó nhảy bể một cái cây đèn cũng nói là cái thằng câm, bao nhiêu cái đó. Nhưng mà ổng dùng cái câu mà niệm Phật A Di Đà Phật đấm đè, thành ra sau này ổng nói sở dĩ ngày nay mà ổng ra đi tự tại, ổng ngồi ổng niệm Phật giảng sanh là nhờ ổng dùng cái câu niệm A Di Đà để mà ổng dằn cái cơn giận ổng. Thành ổng nói từ nay nên áp dụng cái pháp môn niệm Phật để mà giải quyết cái khẩu nghiệp và tịnh độ là phát hiện sau đời trần. Sau đời trần là tới đời gì quý vị? Ai biết được lịch sử? Hả? Đời Lê. À, nhớ nha, tiền Lê này chứ không phải là Lê Duẩn đâu nha. Lê này là đời Lê, tức là sau khi đời trần rồi thì tôi nhớ là trong một đời là như là Lê Thánh Tôn. Thì trong một cái chuyện này là do chính Hòa Thượng Huệ Thành ngài kể lại. Pháp môn điều niệm Phật bắt đầu truyền từ cái ông đó, từ cái ông đó. Tôi nhớ quý vị nha, câm thiệt á thì không được xuất gia, tại vì câm thiệt á là họ điếc luôn, không có làm gì được. Nhưng mà câm này câm giả nha, câm giả thành ra là họ có cái miệng mà họ không nói, không có dễ đâu quý vị. Quý vị có miệng mà quý vị ở trong đại chúng 15-17 năm trời, quý vị không nói một câu, cái đó khó không quý vị? Khó lắm, mà người ta nói quan mình mà mình nghe được, cái đó mới là chết. Bao nhiêu cái quan cái ức gì cũng ổng, chẳng hạn như nấu cơm cháy thì cái ông thầy mà tri khố ông nói tại vì cái thằng câm này là tôi biểu nó lấy lửa ra mà nó không chịu lấy, thành ra ông cũng dằn, mà ông dằn bằng cái câu niệm Phật. Thành ra hôm nay cái pháp môn niệm Phật bắt đầu từ đời nhà Lê là do cái câu chuyện ông tăng bị câm mà vào chùa tu, rồi ông chết ông ghi lại cái câu kệ. Sau đó tất cả hòa thượng bắt đảnh lễ đây là một vị hòa Bồ Tát quá thân, một vị Bồ Tát quá thân mà họ sử dụng cái pháp môn. Thành ra cái pháp môn niệm Phật á là xuất hiện bên Tàu thời nào thì không biết, nhưng mà thời ở Việt Nam là sau khi đời Trần ảnh hưởng của Thiền Tông hết rồi, tới đời nhà Lê Thánh Tông thì xuất hiện ở tại coi như là ngoài Bắc á, từ lúc đó được nước Việt Nam mà nó chưa có trong miền Nam này đâu, có thể nó còn ngoài Bắc. Và xuất hiện là một cái vị tu sĩ, là cái người mà vào chùa vì ông đã giết nhiều, dùng cái miệng mà ông làm chứng quan để ông du khống một đại thần trung thần, giết tới chính tu vi chính họ là nhiều không quý vị, nhiều lắm nha. Và anh mới phát nguyện là ông chạy cái nghiệp này mà ông quyền ông tu, mà ông quyền ông tu trong thời gian đó ông hồi hướng cho tất cả các cái dòng họ. Và đêm đó vị hòa thượng mới thấy rõ ràng, nói là cái nỗi quan của cụ tộc bị tu di cụ tộc đã xong rồi, vì chính cái ông này trong thời gian đó ổng điều ráng tu hành và ổng hồi hướng cho những người khác. Thì ngay cái ngày ổng giảng sanh đó thì tất cả những cái người mà trong cụ tộc bị giết đều được giảng sanh theo ổng hết đó. Thì cho thấy rằng chúng ta tu lâu nay cái pháp môn niệm Phật là ổng nói là ổng mỗi lần là ổng giận quá ổng muốn nổi điên lên á thì ổng lại niệm Phật, ổng niệm riết. Thành ra quý vị nhớ cái niệm Phật này là để nhiếp cái khẩu lại. Và tại sao trong kinh Pháp Hoa dùng cái miệng niệm Phật thì có 1200 công đức? Tại vì cái âm thanh niệm Phật á, nó có thể đi 360 độ, đúng không quý vị? Quý vị dùng cái miệng này, quý vị thuyết pháp, quý vị tụng kinh thì quý vị được công đức. Quý vị, tôi thấy rõ ràng cái hàng đệ tử của thầy đó, họ bây giờ đó, họ như cô Hồng Đức, cổ thầy giao cho cổ chủ lễ một thời gian, bắt đầu cổ bệnh rồi. Cô Hồng Đức vừa rồi vô trông thấy đó, cổ đi ở trong cái pháp hội, cổ thấy đến họ cổ ôm vô không? Tại vì cầm cái microphone nè, cứ nói ngày nói đi, mà cổ mới tu có 4 năm với sư phụ thôi mà bắt đầu là chịu không nổi. Thầy để định, thầy cũng đưa phụ chủ lễ có 4, ông theo thầy có 4 năm, hở vành tim, thấy không? Thành ra mà quý vị thấy sư phụ càng ngày tụng càng mạnh lên, quý vị có công nhận không? Tụng càng mạnh lên, tức là mình phải niệm Phật tới cái lúc mà mình tu mà mình có cái phước rồi đó, thì cái đầu tiên cái sức khỏe mình nó improvement, và nó cái âm thanh mình nó vẫn mạnh mẽ mà đứng nói ngày này ngày kia. Tôi nói cho quý vị biết, quý vị cứ nhìn thấy những cái thầy khác, họ chỉ vô họ giảng tiếng rưỡi họ xuống, họ không có điều hành, họ không có đứng tụng kinh, thầy đứng từ A tới Z, mà thầy đứng ngày này ngày kia. Mà quý vị biết
Tôi thắc mắc là có nhiều bà đi 2 tiếng lại đòi Gareth Area mà còn đái trong quần nữa, trong khi tôi đứng ở trên pháp hội. Quý vị thấy tôi đứng từ sáng tới chiều tôi không đi Gareth Room nữa. Nó lạ lùng một cái. Tức là bình thường á, thì tôi không có gì mà bắt đầu tôi niệm Phật mà tôi lên pháp tòa một cái là tôi có một cái lực của chư Phật. Mà cái lực đó thì bữa đó cô Nguyên Thanh cô thấy có Ngài Địa Tạng đứng sau lưng thầy đó. Cái rõ ràng khi mình làm đúng, mình truyền chánh pháp, mình có sự hộ pháp. Thành ra hồi đó tôi xuống dưới Cali tôi đứng tôi giảng pháp thì mấy người nói không biết ông thầy Thông Lai có mang tả không. Cô đó chính là cô Từ Hương, cô nói như Diệu Phẩm. Thấy ông đứng hoài, ông không có đi bắt đất rung. Thành ra họ nói không biết thầy Thông Lai có mang tả không. Thật ra tự nhiên nó có một cái lực gì đó làm cho mình có cái sức mình tụng rất là mạnh. Thành ra từ cái miệng mình truyền được công đức, mình truyền công đức ra mà 1200. Nhưng mà con mắt mình tu á, mình thấy được có phía trước không thấy phía sau, từ cộng 800 công đức nữa, cộng với lỗ tai 1200 công đức nghe tiếng niệm Phật. Thành ra một cái người mà trì danh niệm Phật chỉ có 1200 công đức, cộng với nhân tượng mà vừa niệm Phật nữa, cộng 800 công đức nữa, phải không? Là 2000 cộng với nghe lại cái âm thanh mình niệm nữa, cộng 1200 nữa là bao nhiêu? 2000 mấy công đức rồi. Thành ra từ đó là sáng lại coi như là 48 lời nguyện đó, là coi dùng cái thân lại Phật là coi như là hết đủ, coi như là bingo luôn. Sáng giờ tôi làm cho quý vị coi như đầy đủ công đức hết. Thấy nè, thành ra chúng ta phải biết rằng cái niệm Phật nó có, khi nào mình niệm Phật mà mình thấy mình bắt đầu có phước tướng, mình thấy âm thanh mình bắt đầu có mạnh, mà mình thấy mình không có chán nữa, mình thấy mình có cái lực mạnh lên, thì mình biết mình bắt đầu niệm Phật nó đã có công đức rồi, có sự gia hộ của Phật rồi. Quý vị nên nhớ là cái người niệm Phật mà niệm càng ngày càng xuống là bị đầu tiên bị ma chướng, chứ đừng có nản, nó sẽ có bị ma chướng. Ma chướng trong này đó, có những người chẳng hạn như bây giờ họ nói họ sẽ không bị dính về danh lợi, đúng rồi, đưa cái ma tài ra không ham tiền, nó đưa tới ma sắc ra mà thắng ma sắc, đưa tới danh lợi cái ma danh cũng thắng luôn, tới cuối cùng nó đưa ma bệnh ra đồ hàng liền. Còn ma bệnh là con ma nguy hiểm nhất, thấy không? À, như thầy nói với cô Hồng Đức, cô Hồng Đức nói con bây giờ là con vô tu, đàn ông không dụ con được rồi, ma sát không dụ được, tài cô làm thủ quỷ không có tham lam, ngon lành, danh tiếng không cần, giờ chơi cái bệnh chơi. Hồng Đức bệnh đang đi hộ niệm xỉu trong cái nhà hoàng, tôi nói rồi ma bệnh đến rồi. À, thầy đại định cũng cho con ma bệnh hở bằng tim cái là bắt đầu quản hồn liền. Con ma bệnh là con ma nguy hiểm nhất. Chính Hòa Thượng Tiêu Hóa ngày xưa, ngày cũng lúc ngày còn tu đó, ngài cũng nói trong cái cuốn mà khai thị của ngài đó, ngài bệnh đến nỗi ngài chết mà coi như là ngài thấy ngài bay ra rồi đó, ngài gần chết luôn. Chính con ma bệnh là con ma nguy hiểm nhất đó quý vị. Thành ra quý vị cố gắng, tôi bắt quý vị tu như vậy để quý vị có cái căn bản. Không phải tự nhiên quý vị nhào vô ào ào quý vị hộ niệm. Hồi xưa tôi cũng còn non nớt trong vấn đề hộ niệm lắm. Thì bây giờ quý vị đã đi với thầy hộ niệm, quý vị thấy cả ngày thầy hộ niệm nhẹ nhàng lắm, không có nặng. Vô bắt mặt nhìn coi cái tên này nó thế nào, cái tên này mà mình thấy nó nhẹ nhàng ha, thấy không? Tên này mà nó vui nhờ vô mình thấy cái người này nhẹ nhàng, mình thấy con cháu là có niềm tin với Tam Bảo. Mà trước khi mình xuống mà mình bảo biểu con cháu đã tụng cho ông vài quyển Địa Tạng, tụng như giờ mấy chục biến Lăng Nghiêm, tụng Thủy Sám luôn, sáng là mình biết cái người này đã giải trừ quan gia thế chủng, tức là người này được cái thuận duyên để mà đi về cái cõi lành. Còn mình xuống tới nơi con cháu đang tranh gia tài, con cháu đang gây gỗ, con cháu đang tính những cái chuyện gì đâu mà hơn thua phải quấy, không biết là má cho mày bao nhiêu lượng vàng, má cho tao cái thiệt gì là mình biết cái này nặng rồi. Rồi mình thấy họ nằm, họ lăn họ lộn dưới thì coi như ra phân, trên thì thở oxy, là y như là lúc mà cái cảnh mình đang đầu đập con cá nó rung nó rẩy, y chang như mình cắt cổ gà rồi con gà nó sợ quá nó té phân té đồ ra, thì cái người đó đang trả cái nghiệp đó, là chắc chắn cái người đó sẽ đi vào trong loài súc sanh thôi. Hiểu thầy nói gì không? Và họ chết mà họ nắm chặt tiền bạc, họ sợ người ta lấy này kia, là cái người đó chắc chắn đi vào cái loài ngạ quỷ thôi. Thành ra từ đó chúng ta thấy rằng bữa nay áp dụng cái này, mỗi một người nên có một cái tượng, cái hình Phật giống như vậy, nhất là ban hộ niệm nó dự quán. Từ nay con phải thủ một số hình này, khi mà đến nơi mà có người lâm chung mà không có sư phụ là con phải phát hình cho người ta ngồi theo cái tánh đức niệm Phật của sư phụ. Cái đầu tiên vô tôi không cần biết đúng sai gì, quý vị tụng ngay một thời Lăng Nghiêm cho thầy đi. Tại vì Lăng Nghiêm là sao? Lăng Nghiêm là cái loại tiếng phạn, mà cái âm thanh tiếng phạn này là của Đức Phật giảng từ trên cái nhục kế, có khả năng
khi mà tụng đó xong, các vị mà thần Kim Cang hoặc Quả Bồ Tát họ lại họ hộ, họ đứng xung quanh để họ hộ chú, họ có cái quyền. Khi nào trong đời mặt pháp A Nan, ông là cái bậc hữu hồng mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, ông còn lực hồi không tụng chú này, không tránh ba sự. A Nan, Ma Đăng Già là một dâm nữ mà chỉ cần trì chú này có một tháng mà đã chứng A La Hán, mình bây giờ có ai chứng Tu Đà Hoàn chưa? Chưa. A Nan đã chứng Tu Đà Hoàn còn phải trì chú Lăng Nghiêm. Hồi xưa cái thời dựng năm Cộng Hòa, ai muốn vào Thọ Sa Di thuộc năm đệ Lăng Nghiêm rồi, dù trung biết gì đó mà muốn thuộc cái gì không cần biết, không thuộc là không có được thọ giới. Đó là cái luật, bởi ngày xưa người ta tu hành nhờ cái lực của Lăng Nghiêm. Mà đệ tử tôi bây giờ, người nào mà còn trì Lăng Nghiêm, người đó còn ở trong cái hệ thống này. Người đó không trì Lăng Nghiêm, người đó ao hết rồi. Tôi nói thẳng cho quý vị nghe luôn, đó là những kinh nghiệm. Và kinh nghiệm bằng xương, bằng thịt. Là ở đây, gia đình của chú Nga với cô Diệu Nhân, bà già đang khởi ma chướng không chịu, thì Đức Phật bắt đầu bệnh hoạn, thấy nói chuyện như ma. Mở cái chú Lăng Nghiêm, chú Thạng lên, một ngày sau là tỉnh táo bình thường trở lại, phải không cô Nga? Con Liễu Thông là cái con nhỏ người Tàu khờ nhất, không rành tiếng Việt nữa, bắt cà khờ vậy đó. Vậy đó, khi bà già hấp hối bên đó đóng hồn, hỏi làm sao, tao nói con tụng lấy cung kinh này về tụng cho thầy 21 biết, tụng 21 biết bà sống lại tới giờ này luôn, sống 2 năm rồi. Ngũ Long công chúa, 5 năm chị em ở bên coi như Arizona, ông già bệnh nặng gần chết, tôi nói tụi con xuống lên tụng đi. Tụng là nghiêm tới giờ ông già khỏe này 2 năm rồi. Rất nhiều người mà hiện tại nay bây giờ này, sau cái pháp hội ở San Jose tôi biết sẽ có người chết, thì một cái người hấp hối ở trên Phila thì chuyển nó khuyên cứ tụng Lăng Nghiêm đi, thì bây giờ cái người kia cũng chưa thấy chết. Và một người nữa là tối lại đây, con nhớ không, chính cô đưa cái dĩa cho nó là thằng Tacoma, nó cách đây mấy ngày nó trăn trối cho thầy đó. Thì tôi nói bây giờ tôi bằng xương bằng thịt và bằng cái kinh nghiệm của thầy, quý vị làm ơn tụng Lăng Nghiêm cho thầy. Khi đến hộ niệm, cái đầu tiên là Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm xong rồi bắt đầu mới khai thị, hỏi cái người đó coi bà cụ mình thế nào, mình coi cái tình hình mình bắt mạch, và yêu cầu trong gia đình phải cung cấp cái tin tức cho mình chính xác luôn. Ra nói có cái mục hỏi bà cụ lúc chết, lúc còn sống có tham lam bọn sẻn không, có bọn sẻn không, có giữ của không, có tiếc của không, có thương con thương cháu. Mình biết những cái đó rồi, mình dùng cái đó mình khai thị, mình phải tụng sám hối cho bà, nhớ nha, tụng sám hối. Vừa rồi đó có người là ở trong này, họ nói là họ chơi hụi không có tội, thành ra họ nói là má của họ đó là suốt đời không có làm gì hết, rất là lương thiện, ăn chay trường, niệm Phật ngày ba thời, trung chú đại bi thuộc lòng Lăng Nghiêm thì chưa có tụng thôi, nhưng mà đại bi là tụng một ngày 21 biến. Mà sau bà cái lúc mà bà ở ngoài Quế rồi, cái trời lạnh nó bà hơi lửa ở ngoài Trung, cái gì biết không có hít, rồi cái bà hơi cái đốt rơm á, để nhất là như xứ Quế đó, mấy cái vùng nhà quê đốt để hơi lửa, thì bà đốt vậy lúc mà bà bị stroke á, cái nó giật cái bà té xuống, hai cái bàn tay bà để vô ở trong cái đống lửa rơm, giờ nó cháy khác hết. Thì sau đó bà bị phỏng hai tay và mới rước một cái vị thầy ở trong cái chùa Bảo Quốc ra hộ niệm. Thì cái vị thầy hòa thượng đó, thầy tạm không nói tên, ông mới nói là mẹ con làm một cái nghiệp gì đó mà hai bàn tay này coi như là ác lắm mới bị cái quả này, mà do công đức niệm Phật á, có tu hành thành ra bà mới trả cái này thôi, chứ nếu không là bà phải xuống địa ngục. Nó nói vậy, má con cả đời chuyên môn là ăn chay niệm Phật, không có làm giết tới con kiếm con gì. Sau cùng mới là hỏi chắc chắn phải có, bà phải có làm cái gì. Hỏi lui hỏi tới thì ông chồng nói nhà tôi không biết, là chỉ có cái là bà làm chủ hụi thôi. Có nhiều người đừng có nghĩ là chủ hụi không có tội, tôi nói cho quý vị nghe. Bây giờ đây ai chơi hụi đưa tay coi, chơi hụi thôi chứ không phải là chủ hụi, chắc chắn trong này có nè. Thì bây giờ quý vị chơi hụi mà tôi thí dụ là 500, chơi hụi 1000 đi, dân ở Mỹ mà dân kiều phải chơi 1000 đi chứ 500 yếu lắm. Thì bây giờ cái bà kia bà cần tiền, bà hốt bà bỏ 200, có người bỏ 50, có người bỏ 100, thì cái bà kia bà bỏ 200 thì bà hốt được có 800, đúng không quý vị? Thì như vậy trong một tháng mà quý vị thấy tính phần trăm nha, 20% trong một tháng, một năm lên 10 tháng có phải là 20, coi như 200% không quý vị? Tiền lời quý vị là cắt cổ, bây giờ tiền lời ngân hàng đó chỉ có 400 thôi, đúng không quý vị? Quý vị credit card là 21% cho một năm, còn quý vị bây giờ đó, cái bà đó bà bỏ 200 đồng để bà cần lấy 800 đồng để mà bà đi trị bệnh cho con hay cho ngoại bà
bà đóng vô là sau này bà hút bị chết rồi là bà lấy có 8, bà thấy có 8, coi như có 800 mà bà phải đóng 1.000 mỗi tháng. Như vậy trong một tháng bà phải mất đi tới 20%, thì 10 tháng có phải là nhiều phải không? 200% tiền lời. Mà ai ăn cái đó nhiều nhất quý vị? Chủ hụi ăn nhiều nhất, chủ hụi vừa hút đầu thảo nữa quý vị. Thành ra khi mà chủ hụi đi rủ người ta đi thì những người có tiền á, đó là một hình thức cho dai, mà cho dai coi như là cho dai hợp thức quá chứ không phải là cho dai kiểu là cắt cổ mà không dám lên tiếng á. Bây giờ thầy nói không? Thành ra nếu mà quý vị tu hành á mà khéo á thì vài bữa bị nó úp hụi, hiểu chưa quý vị? Tại vì nó úp hụi là sao nó giật nó hốt ông đóng thì chủ hụi lãnh bố chịu trung trách chủ hụi sao nãy giờ mà giật giật dữ vậy chứ. Thấy không? Thì bị giật là trả nhẹ đó quý vị, hiểu chưa? Thành ra có bà kia mới nói con tu hành con niệm Phật hoài mà sao tự nhiên con bị úp hụi. Tôi nói đó là nhờ công đức niệm Phật mà nó bị úp hụi, không sao vậy. Tại vì cô thấy không, cô là cái người đi rủ người ta chơi hụi, phải không? Cái đầu tiên chủ hụi là gì? Lấy hội thảo, lấy cái đầu thảo, phải không? Một người mình chơi được 20 người, mình lấy 20 người đầu tiên, họ nốt đầu tiên là cái đầu tiên là lấy cái đầu thảo là được 20.000, đúng không quý vị? Quý vị không có gì đâu, nào bắt đầu cái bà kế đó ha, là người ta kẹt, người ta bỏ ra 100, 200, 300, mà người nào mà càng khổ bao nhiêu á thì lại bỏ càng cao bấy nhiêu, đúng không quý vị? Mà người nào mà càng giàu bấy nhiêu thì không bỏ, đúng không quý vị? Thành ra cái người nghèo họ hết phước rồi, tới lúc mà họ mà vinh á là ai lãnh đủ? Bà chủ hội lãnh đủ thì thăng trời. Cái đó là nhà quả báo nhãn tiền. Còn nếu bà có dư phước á thì tới phút chót á bà sẽ hơ lửa, bà sẽ coi như là giật kinh phong không có gì đó, bà sẽ cháy hai bàn tay. Cái đó là tôi nói rõ. Thành ra nhiều khi quý vị tu hành quý vị không có hiểu những cái chuyện đó. Bữa nay tôi nói rõ thì trong này ai có làm chủ hụi thì ráng mà biết thì chuẩn bị đi, mình có là mình cho dai mà nặng lãi. Nhưng mà tôi nói cho quý vị có hai cái nhà băng á mà nó cho dai đi đến kha đó thì nó cái tỷ lệ nó bị giật là 15%. Thành ra nó trả 2400 mà cho 12 tháng chứ không phải là cho 1 tháng nha. Thành cái kiểu mấy chủ hụi này, nhưng mà nó còn đóng thế. Còn hụi có đóng thế không quý vị? Hụi là trốn thế. Mà bây giờ cái giật có thương ta được không quý vị? Không được, tức là chúng ta thuộc về illegal về luật pháp của Hoa Kỳ nữa. Thành ra tôi nói thảo cho quý vị nghe, khi chúng ta tu hành chúng ta phải dùng cái trí huệ. Bây giờ cái tốt nhất bữa nay thầy hướng dẫn cho quý vị niệm Phật, thì bây giờ tôi trước khi tôi khai thị để quý vị niệm Phật, quý vị biết niệm Phật bằng cách nhìn tưởng mà niệm Phật là để gì? Là chúng ta dùng con mắt chúng ta nhìn Phật A Di Đà. Quý vị nhìn Phật A Di Đà, quý vị thấy Đức Phật đẹp không? Đẹp. Thành ra quý vị thấy lúc đó là đúng như chúng ta để ý tới những cái gì mà nó đẹp đẽ. Khi những cái gì tốt đẹp của Phật khác với người thế gian, dùng cặp mắt để nhìn những cái gì xấu xa bại hoại của kẻ khác để mà phê bình, để mà chê khen, có phải là chúng ta do cái khen chúng ta sẽ tạo cái nghiệp? Bây giờ mình khen một cái bà nào đó trong nhà bếp nấu ăn ngon, là cái bà đó chúng thế nào cũng cho mình nhiều hơn cái bà không khen. À, kêu là kết gì? Kết duyên. Kết duyên để chi? Để đời sau gặp lại. Mà quý vị thấy rõ ràng không? Ở trong này quý vị đầu tiên mà quý vị khổ vì mấy cái hòn đi, quý vị là ai? Thầy hỏi nè, hồi xưa con á, con là ông gì chồng ông xã gì con ở đó, ông xã con tên gì quên rồi? Ông Hào. Hồi xưa ông mới trẻ mà coi như ông làm cán bộ lên cao cấp ở trong phủ đồng quỹ rồi. Thì ông đầu tiên ông kết duyên với con là ông khen con hay là ông chê con? Sao ông khen chê con là lấy được? Thay vì ở nhà bà già con đưa con quỷ này mày ngủ trưa, còn ở đây là quỷ nương, thấy không? Ông kêu quỷ nương. bữa nay anh lại anh tính tặng em đó qua, mà tại sao vậy? Anh đứng ra thấy em ngủ trong đó, thành ra anh thấy em ngủ đẹp như nàng tiên, phải không? Còn bây giờ sao? Bây giờ cái đồ bà quỷ này giờ này còn ngủ, thấy không? Thành ra từ đó đó kết duyên. Mà lục tổ có nói là mặc hết các duyên dùng đi. Mà mình không có chịu bạc duyên, mà một là kết thiện duyên, hai là kết quán duyên. Quý vị bảo đảm liền. Bây giờ quý vị xuống ha, quý vị chê một cái bà nào nấu ăn dở là quý vị kết quán với bà đó ngay, đúng không quý vị? Kết quán mà cái bà đó bị thua một keo rồi là bà kiếm cách bà trả thù. À, quý vị để ý một cái, chúng ta đó thì có những cái chúng ta ngủ không được để chúng ta tu, có không quý vị? Chúng ta ngủ không được để chúng ta tu. Nhưng mà có những người đó họ ngủ không được vì một câu nói của ông xã, câu nói bà xã mà tức ngủ không được 3 ngày, có không quý vị? Cái đó là quá dại đi, đúng không quý vị?
thích để mà nghiên cứu kinh điển, thích để nghe pháp thì nghe nó còn có phước, mà thích để mà sống để bụng chết mà theo diễn ra này, thấy không? Cái đó khó nha quý vị. Nói một câu mà quý vị ngủ không được ba đêm. Cái đó có thiệt quý vị. Nhiều khi mình gửi về cho má mình một cái món gì, bà con mình gì mình chả nói một cái câu á, làm cho động tới cái dòng họ mình á, mình ngủ không được luôn. Cái đó là quá dại đi, thấy không? Cái chuyện đó có, thấy không? Mình nghĩ đó. Thành ra quý vị thấy, đó là chúng ta bắt được một cái nghiệp mà con mắt. Thứ hai, nhìn thượng niệm Phật là để tìm ra nguyên nhân tại sao Phật có tướng hảo quá đẹp mà mình lại không có tướng đẹp như Phật. Chúng ta nhìn đi, con mắt của Phật tại sao mà coi như năm tu di huyễn chuyển bạch hào, bốn biển lớn trong ngần mắt biết, tức là cái đức mặt của mắt Đức Phật đẹp như là bốn biển màu xanh vậy đó, mà tại sao mắt mà tại Đức Phật không dùng con mắt đó để làm vũ khí? Đức Phật nhìn chúng sanh là gì? Nhìn mà con mắt từ bi. Quý vị thấy Đức Phật nhìn đều mở 1/3, Đức Phật Di Đà quý vị thấy cũng mở 1/3 từ bi. Con mắt của Đức Phật quý vị nhìn coi, mắt của Đức Phật của quý vị nhìn thấy gì? Thấy coi, quý vị nhìn trong chuyện từ bi thì chút nữa quý vị tôi hướng dẫn quý vị sẽ thấy. Mà mắt của chúng ta sao? Con mắt của Đức Phật là đem tình thương, đem lòng từ bi đến chúng sanh. Con mắt của Đức Phật là biểu tượng cho con mắt của người mẹ hiền. Trong khi con mắt của chúng ta sao quý vị? Là vũ khí. Nếu mình là bà già chồng mà nàng dâu nấu một cái nồi canh lên mà mình muốn hạ nó, mình hái một cái là có nhầy, còn hơn là một cái ly dao mà đâm giết người không cơm dao đó, có không quý vị? À, rồi quý vị dùng cái mũi quý vị, mình muốn giết cái nàng dâu hay là thằng rể đó, nó giờ nó đem lại một cái món canh nó lên, mẹ mẹ ăn thử coi, mình hứ mũi một cái, trời ơi, giống như là một cái dao lụi vô. À, rồi cái miệng mình á, mình xí một cái xí một cái là đủ giết người ta, là coi như giết người không cơm đau. Thành ra từ đó trong người chúng ta toàn là vũ khí không à, được thấy không? Thành ra người ta nói là coi như là nam mô mà bùn bồ dâu găm là đâu, không có dâu găm, mà thật ra vũ khí của chúng ta còn hơn vũ khí nguyên tử, nó bắn hoài không hết hả, giữ xuống đạn lên đạn còn có, chứ bây giờ con mắt hái hoài có hết không hết, hái tơ té luôn cũng chứ không hái. Bây giờ thấy vũ khí chưa, người chúng ta về cho vũ khí cho người ta rất là thâm độc, thấy không? Ví dụ một câu này thôi, ví dụ như cái thằng đó nó có hiếu với mình từ nhỏ, nhưng mà giờ nó có vợ thì nó có cuộc sống riêng, phải không? Mà mình hồi xưa đó, ông xã mình mà ga lăng mình thì mình khoái, ông già mình khen là coi như là tao ở có hiếu, tao ở có đức tiền này, cái thằng rể nó cưng mày. Còn bà già đó tự nhiên, mà bây giờ quý vị thấy, mình thấy rõ luôn, mà bây giờ chỉ cần mà cái thằng con trai mình nó xuống nó rửa chén cho, hồi nhỏ mình không cho nó động tới móng tay mình, tự nhiên nó xuống nó rửa chén cho con vợ nó, phải không? Cái mình tự xuống mình nói gì, mày đóng cái trang mày thờ nó dùng cho tao, cái câu đó đọc không có gì. Thầy đi làm hoài thầy biết mà, thầy đang lưa cui thầy rửa, cái thằng con trai nó đang nó nói thầy hỏi làm gì, tôi nói tôi đang sửa máy dishwasher, nó dạ chút xíu nó má con phải đi chùa về, tôi sao vậy con phải rửa rồi, tại vợ con nó làm neo giờ nó mệt quá, tôi sao cái gì nữa, từ từ tôi sửa gì sợ nó thì không biết đâu má con, thì chút xíu về cái bà đi lụm cụp lụm về, cởi cái áo tràng ra. Phải rồi mà, tôi nuôi mày từ nhỏ tới lớn chưa động ngón tay, bây giờ mày đóng cái trang mày thờ bà đi. Ủa mình nói ủa thờ bà gì, nó đang thờ Phật Quan Âm, bây giờ thờ bà là bà xã con á, giết người không cơm đau không? Mà nói như vậy rồi là con vợ nó tự ái không quý vị? Con vợ nó tự ái bắt đầu về nó mét cho bên kia. À, nó mét bên kia và bắt đầu sẽ trả đũa lại. Thì cái bà kia bà mới gọi điện thoại qua. Bà chửi với nó, chị xui à. Nghe chị tu hay quá hả? Giết người không cơm đau hả chị? Chị đệ tử là ai vậy? Không? Tôi đệ tử sọc lai đó. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra quý vị thấy cái vũ khí của con người chúng ta là đủ thứ từ trong người, chứ đừng cái người mà cầm gươm cầm đao, cái người đó là thuộc về cái loại là coi như không có học thức, thấy không? Mà cái người mà càng có học thức bao nhiêu, cái người đó sẽ giết nàng dâu dễ nguy hiểm, như cỡ như vụ trung mà giết nàng dâu là coi như có nước chết thôi. Hả? Quý vị đồng ý không? Quý vị sợ nhất là mấy bà già chồng ở miền Trung không? Mấy già mà con mà của quan quyền mà kêu là mẹ đồ đó. À, ai mà làm dâu cho mẹ là biết liền. Khó lắm. À, mấy cái dòng công tàng tôn nữ vậy đó. À, thử là biết mùi. Thầy nói thật mà. Thấy không? Nhưng mà chúng ta thấy lạ lùng cái người Hoa đó. Mà họ đến làm đệ tử thầy họ rất là dễ thương quý vị. Người Hoa. Người Việt gốc Hoa. Họ có cái tâm là sao mình không có biết nữa.
Mình chê bây giờ mấy ba tàu nói chung nó đem đồ độc, nhưng mà thấy những người đệ tử mà người qua họ tu hành là những cái tâm họ thanh tịnh, họ thâm, họ chân chất hơn quý vị đồ chung, đồng ý không? Hả? Hả? Như Thực Thanh á, cũng người qua nè. Thành ra thầy biểu nó tự thiệt không? Thầy nói bữa nào đùa qua mặt xeo cô mua cúng dường, bữa nào xeo rồi nó mua. Thành Thái hả? Hả? Ai? Gia Thái cũng vậy. Thành ra mình thấy người qua rồi, tôi thấy mấy cái người mà người qua là mà gốc người Việt có qua là họ đều tu hành rất là chân chính luôn. Họ tu hành rất là đàng hoàng mà tâm họ rất là thiện. Dạ. Thành đối với thầy đó là thầy thắc mắc là tại sao chúng ta khi nhìn Đức Phật Di Đà rồi chúng ta thấy mà tại sao mình với Đức Phật Di Đà, tại vì mình cái lỗ mũi mình không có cao là đời trước mình dùng cái mũi làm vũ khí để mà hỉnh. Cái miệng mình nó trái ấu mà không trái tim, tại dùng cái miệng để mà quýt. Con mắt mình là lé kim á, là tại vì mình hái ít mà còn lé thiệt là hái nhiều. Hiểu chưa quý vị? Và con mắt mà đi cắt mấy là tại vì kiếp trước mình cũng vũ khí dân đời này, tự nhiên đưa tiền cho ta cắt chơi vậy. Trả cái nghiệp mổ xẻ, phải không? Thật ra quý vị thấy tự nhiên cha mẹ sinh ra cái lỗ mũi mình vậy, tự nhiên mình đi chống mũi cho nó là coi như vô trong đó cho nó khổ chơi, và kêu vô mổ mà còn phải trả tiền, năn nỉ bác sĩ trả tiền nữa. Quý vị thấy rõ rồi à, rồi cái miệng cái tự nhiên cha mẹ sinh ra vậy, cái xong rồi ăn gì nó đổ tháo sư phụ lên. Mà bây giờ thử ai quýnh mình cho cái xương mình chửi liền, mà trong khi mà vừa đi xong mà vừa trả tiền mà vừa năn nỉ nữa, có không quý vị? Hả? À, bởi vì tôi khổ nhất là mấy sư cô tôi bây giờ, mấy bà mà xăm mặt á, cái gì đó con? Cái nãy mình có đó là cái trái mà mình hay đi niệm Phật khẩu niệm á, cái mà như tiên tiên đưa con. Cái này là cái gì? Cái này là tiếng đây, nhưng mà con chưa lấy số được. Nếu mà để chút được cái bấm ớt vậy nè, xài từ từ cái này được được không? Con bấm tạm dừng đi rồi khi nào chúng ta xài. À, rồi thứ nữa là nhìn tượng Phật để phát triển trí huệ. Tại sao Phật lại tạo ra được một thế giới cực lạc hạnh phúc mà mình lại bị đọa vào một thế giới cực khổ? À, tôi hỏi quý vị nè, ông Phật lúc nào cũng từ bi hết á, Phật cũng muốn ngài Địa Tạng, ngài nói một chúng sanh mà chưa có ra khỏi còn ở trong địa ngục, ngài có thành Phật không quý vị? Mà tại sao mình như vậy? Tại vì mình biết mà mình cố phạm. Tôi bảo đảm quý vị, biết mà cố phạm, quý vị biết cái đó sai quý vị vẫn làm à. Đó là cái tập quán của quý vị. Quý vị biết sai mà vẫn làm, bởi vì biết mà cố phạm chứ mày không biết. Không, quý vị thấy rõ. Thì ngay bây giờ quý vị biết áp dụng đó, ngay trong cái thế giới của quý vị, ở nhà quý vị mà quý vị sống làm sao, quý vị là Phật tử đi chùa mà quý vị tạo cho gia đình quý vị trở thành ra một cái thế giới hạnh phúc trước đó, thì gia đình gây gỗ, gia đình đủ thứ chuyện. Mà bây giờ quý vị áp dụng mà làm sao gia đình biến cái gia đình từ cái chỗ mà gây gỗ đau khổ thành hạnh phúc, thì bảo đảm quý vị làm sao. Còn quý vị có thật đi tụng kinh, có làm cái gì giỏi cái mấy mà gia đình quý vị trở thành là một cái bước về nhà là đủ thứ gây nhau, là quý vị không thể nào giảng sanh được. Tôi bảo đảm với quý vị ngay từ cái nguồn gốc của gia đình, tôi nói rõ cho quý vị nghe. Nhìn lại tại sao mà mình đọa vào đây nè, quý vị kiểu của mình đọa thì do cái tham mà ra thôi à, không có cái gì hết. Bây giờ nhìn thử coi mấy cái người mà có một căn nhà đó, thấy không? Như người hay là có một cái nhà hàng Nhân Phượng, hồi đó tự nhiên cái nhà hàng nó ế, tôi đi sửa điện phượng ù có dưới mà, thấy chưa? Đầu tiên khi nó vô tôi nhớ mà, nó đâu biết tôi là thầy chùa. Rồi cái đi có mấy ông cha ngày vô đó, thầy vô cô kêu thầy là sửa điện, mà cổ nói cái ông thầy vô thầy ngồi trên này, mà cổ nói cái cha sửa điện này lối lắm, tại vì con nói lén với mấy bà kia. Thành ra cha này lối lắm, tại vì thầy cũng lại không có cần. Thầy nói thầy ngồi đó có mấy ông cha kia đang lại, mà con có 13-14 cha nữa lại để mà làm cho ban phước cho cái tiệm con là bận đắt kìa đó. Thầy còn nhớ lại cái ngày đó, thầy vô thì đi điện ở nhà bếp, rồi xuống dưới rồi bà còn nói để tôi cua thử điện thì chơi. Nhưng mà xin lỗi, cái thân hình của con cua thầy không có được đâu. Bà còn là bà vuốt lưng tôi cái nữa chứ. Giỡn bà đâu có biết. Rồi sau đó thầy mới nói này kia, rồi thầy mới điểm mặt bà, thầy nói này kia, sau cái bà mới mò lên. Bà mò lên thì bà mới biết thầy là nhà sư. Rồi sau đó cũng sửa lui sửa tới. Nhưng mà thật ra khi mà cổ lúc đó hầu như là cổ lấy EQT ra hết, rồi cổ sắp sửa là coi như là nhà hàng sắp sửa thê thảm lắm. Rồi cổ hỏi thầy cái kính cô hồn, thầy chỉ cô tu hồn, thầy xuống thầy có cúng cho cổ nữa. Cổ là người công giáo, thầy có cúng cho Phượng mà.
Maria thì cúng cho cổ cái câu hồn sau bắt đầu cổ lên. Rồi bắt đầu tôi biết không hả, thật ta xin lỗi, kế bên có nhà hàng của cái tụi Thái Lan nó giàu lắm. Thì dồn qua hả, đồ ăn đó nó là giống như đồ ăn của đồ hoàng gia gà quý phi, còn đồ ăn của Phượng giống như đồ cho heo ăn vậy đó. Vậy mà nó bán được, quý vị tin không? Con có công nhận không, đồ con giống như đồ cho heo ăn vậy đó. Nhưng mà đồ bên kia đồ giống như là đồ cho hoàng đế ăn mà nó lẻ. Quý vị có nghĩ cái phước không? Rồi bán đắt lên được rồi á, là coi như tôi nhìn xuống tôi sửa đồ lạnh với hoài, tôi thấy nó nấu nồi phở nó đâu có rửa vậy đâu, nó dùng đại vô nó nổi lên bên lên lên. Bữa nay tôi nói trên mạng tôi biết tại sao nhà hàng nó ngon gì ở dơ. Thật sự mà nói nè, con nấu thằng kia nó kỹ lắm, nó đi học nhờ, nghĩa là nó đổi cái thằng bên kia mà sau này nó bán tiệm á. Phượng nó cũng nói thỏ mà, nó nói đồ ăn bên kia nó trình bày chén đĩa đồ rất là sang trọng, còn Phượng là cứ móc tay rồi quẹt quẹt cái đít rồi bóc bóc vô. Tôi đứng tôi sửa tôi thấy mà bóng cái keng là có người đưa ra mà order là nó cái bóng keng là cái tay cái vui chui chui cái đít không. Vậy mà nó, vậy mà lúc đó vậy ông xã nó còn, ông xã nó sư phụ vô coi coi, người ta bình bầu nhà hàng của con đó là coi như là số 1 á. Tại vì nhà ở giờ số 1 với ngọt số 1. Nếu nào nó chơi cho vui cho nó nói, nó cũng công nhận. Con không biết tại sao tụi kia nó làm rất là kỹ, nó bỏ là 300 ngàn cái em đua cái nhà hàng. Còn nhà hàng của ông Phượng trời nó trình bày lên cái tô phở, mình thấy mình cũng muốn kêu lên tắt nữa. Nên là nó còn nói đồ ăn con đưa ra giống như đồ cho heo ăn vậy mà sao nó đắt hàng. Tôi nói đó là cái phước. Rồi làm thời gian sau cái tự nhiên tôi nói đủ rồi nha con, à bây giờ đầy đủ rồi, cái mua thêm cái nhà hàng nữa, quý vị thấy không? Là cái khổ này do đâu mà ra. Rồi lúc đó lại mẹ Maria cứu con, mẹ cũng cứu lại, Quan Âm cũng cứu nữa, đúng không? Thành ra cái đó là từ cái khổ này do cái tham mình ra, chứ còn cái gì nữa quý vị hả? Thành ra cái rồi mình đẻ con ra như vừa rồi tôi hỏi với ai khổ, ông Dưỡng nói là ổng phải thứ nhất là phải quét nhà chùi nhà rửa nhà, thứ hai là phải như lo giặt đồ cho vợ, thứ ba là lo cho con. Tôi nói gì, người ta không có nhà để người ta chùi nữa, người ta không có vợ để mà ta giặt quần cho vợ, ta không có con để thay tả, mày có ba cái mày khổ cái gì? Cái gì hết khổ, bây giờ thấy rõ chưa? Rồi Phượng này nó nói con bây giờ nó nói những câu đau khổ làm cho con khổ quá chừng ấy sư phụ, bữa dưới nha hả. Mà khổ cái gì con? Dạ nó đòi tự tử, mà trong khi con có biết, mà thầy mới nói là con từ đạo Công giáo con bỏ cãi lời mẹ con theo đạo Phật, mẹ con cũng muốn tự tử vậy, phải không? Nhưng mà thật ra đó mình phải coi, con chỉ biết đời này con của con là con có biết nó đời trước nó là ai của con không? Con không có biết. Nhớ nha, về cái thế gian pháp nó là con của Phượng, nhưng mà về cái thiên nhãn mà nó đời trước là chủ nợ, con hiểu chưa? À, về đời trước cũng vậy, con thấy ông xã con tại sao bao nhiêu người thanh niên con thương mà con đi lấy một cái người mà tàn phế, là cái đời này con thấy ổng là ngọt ngào. Tại vì khi mà ổng ngồi đó, khi mà ổng nói chuyện với con, ông xã của Phượng nói chuyện rất là hay, phải nói là ổng không có, ổng người Bắc, ổng nói tiếng không phải như là tiếng ông Phượng nói là Hà Nam Ninh đâu, tiếng ổng nói là người Hà Nội thanh lịch, ổng nói nhẹ nhàng có trí thức. Thành ra ổng chỉ có cái tật cái chân thôi, nhưng mà ổng nói chuyện rất là nai, thành ra ai nghe là cũng chết bởi Phượng, mà nghe thì bạn bốn phương á là đi lại. Phượng đầu tiên nghe ổng nói chuyện phải không? Trinh Phó thì tưởng tượng hoàng tử có lòng em, nó hồi Phượng xuống tượng hoàng tử sao mà nhỏ xíu ổng được. Đây là Phượng chỉ cần nắm một tay là bỏ ổng lên này à, nhưng mà cũng ở tới cái duyên nợ thôi. Thì nhưng mà được cái là đẻ ra mấy đứa con có Phượng đều đẹp hết, rất là đẹp à, rất là đẹp gái đó thầy, con công nhận nó có cái phước đó. Nhưng mà con của con bây giờ thứ nhất nó không có bệnh, con so với những cái đứa mà nó xì ke ma tí, con giờ nó chỉ giận những cái tự ái gì. Thì bây giờ con hỏi nè, cái tuổi này, cái tuổi nó là cái tuổi có cái bản ngã của tụi nó, hở cái mà hả mà cha mẹ nó động tới là nó chỉ nghĩ là cũng giống như là nó tìm cách tự tử. Hồi xưa mình cũng vậy, cái bản ngã nó quá lớn nó chưa có hiểu, rồi từ từ khi nào nó lấy chồng nó bị đời dập, rồi dập với con vậy đó, thì con từ từ con mới không đau đời nó dạy mình. Thì nó con bằng lòng với hiện tại, con chỉ cầu nguyện cho con của con nó sớm trở thành cái người tốt, rồi nó hiểu. Thì bây giờ nó chưa có hiểu đâu, nước mắt chảy xuống, ngày nào nó có con rồi lúc đó nó thương con liền à nó chưa có con, phải không? Hỏi tụi con gái trai có hiếu từ lúc nào? Từ khi nó làm mẹ, nó làm vợ. Bất hiếu từ lúc nào? Từ khi nó biết yêu à, con trai bất hiếu từ lúc mà nó có bồ, có yêu và nó cưới vợ. Con gái bất hiếu từ lúc có chồng.
Nhưng mà bắt đầu nó có hiếu lại khi nó làm mẹ, làm cha đó quý vị. Lúc đó là nó nếm cái mùi. Thành ra từ chỗ đó chúng ta thấy cái khổ trên thế gian này không có gì, ở Hoa Kỳ này không có cái gì mà so khổ với các nước khác. Bây giờ quý vị thấy những hàng trăm hàng ngàn người tị nạn này. Quý vị thấy hồi xưa đó mình coi cái chuyện mà Việt Cộng nó đánh vô trong năm Mậu Thân nó chung sống 56.000 người, mà bây giờ mình nhìn thấy Nga nó đem bơm nó thả vô những cái Syria mà cái tụi mà chống cái chính phủ này lật đổ đó, nó thả vô chết hàng ngày mấy ngàn, quý vị thấy thả ào ạt vô rồi tị nạn họ chạy như là một cái đặc kiếm vậy đó. Bây giờ mùa đông tới mà họ không có nước uống, không có này kia, quý vị có nhìn thấy không? Có những đứa nhỏ nó 5-6 tuổi thôi mà nó thách khe 20 đứa nhỏ bị tạp tạch nữa, trong khi mình thấy rõ ràng con đứa ở Mỹ này bây giờ quá đầy đủ sung sướng. Bây giờ quý vị khổ cái gì, tôi nói bây giờ trong nhà quý vị tôi bảo đảm nha, có cúp điện cúp nước thì quý vị có đồ ăn, mà nói cái đồ ăn mà quý vị để trong tủ ăn 3 tháng chưa hết. Quý vị có tin cái đó không? Ăn đến độ quá đát luôn, không ăn nữa. Còn quần áo quý vị bây giờ quý vị cứ mặc đồ mà nó cúp nước không giặt thì 1 tháng cũng có đồ mặc nữa hả? Bảo đảm quý vị đó. Còn cái chùa của tôi, người ta nói giờ có cúp điện cúp nước, quý vị vô đây ở đi, có thể nuôi cho quý vị luôn cả 3 tháng cũng không hết đồ ăn nữa. Bánh chưng, bánh tét, bánh gì đủ thứ loại, còn đầy đủ trong đó, tôi phải chứa ngoài cái xe cho nó nè. Đó là chưa kể lên vua center còn mới nữa nữa. Không có gì khổ nữa. Đối với thầy đó, chúng ta quá đầy đủ rồi. Bây giờ chúng ta không đuôi, không điếc, không câm, không nọng, chúng ta chưa có phải nằm tại chỗ là chúng ta quá hạnh phúc rồi. Thấy không? Bây giờ hạnh phúc nè, con còn khỏe, con chưa nào ngày nào đó mà con mang tả rồi con sẽ thấy mùi mà chết nửa thân người rồi, nhưng mà con được cái phước hồi đó con lo cho ông già chồng con á, thì mai mốt con có vô nằm trong nước sinh thơm á thì sẽ có ông Thắng ngày ngày cũng vô cũng lo cho con. Thì bây giờ mình muốn tránh cái này là sao? Là mình tạo phước đức. Cái phước nó khác nhau nhiều lắm, quý vị có thấy cái phước không? Cái phước nó khác nhau rất là nhiều. Nghĩa là chỉ cần trước 5 phút sau 5 phút là người đó sống và chết. Quý vị hiểu cho nói không? Cái phước nó, người có phước nó, quý vị thấy cái phước nó thế nào? Cái phước nó kỳ lắm. Mà cái phước nó quá giải được tất cả cùng cái nghiệp đó. Mà tôi nói ví dụ về cái người vô phước, như cái bà kia bà nói con thi quốc tịch. Rồi bà vô thi quốc tịch, bà nói là bà học bài, bà làm biến là bà không học được gì hết. Mà bà vô thì gặp cái bà kia, bà nói tiếng Mỹ là bà cự lộn gì với cái thằng chấm điểm, cái thằng đại hàng vậy đó. Nó khó lắm. Mà nó kêu nó con vô thì bả vô, bả cũng nói thiệt luôn. Bả nói là tôi bả nhờ con bả viết mấy chữ là nếu mà gặp ông đề hàng á mà kêu vô thì làm ơn khai bệnh hay gì chóng mặt thì xin đổi ra. Thì nó bả cũng cầm cái đó vô luôn. Bả nói con điểm quan ông ở chừng mà con vô tình á, thay vì cái tờ này thì giấu đi, mà cái tờ này lại vô là nó dặn một cái tờ là tên tuổi má nè, trong này má là qua Mỹ hồi năm 1980, má cộng thiên với Việt, má cần biết là địa chỉ của má ở đâu, má đang ở đến đây làm gì, những cái tờ là tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, rồi tiểu bang thứ 50 Hoa Kỳ là cái gì, rồi hiến pháp cái gì mà con không đưa, là con này đưa cái tờ đó cho thằng Mỹ, thằng đại hàng. Nếu gặp ông đại hàng thì hãy tránh đi, tại nó khó lắm, nó 10 người vô đó là rớt hết. Thì đưa cho ông đại hàng đọc thì nó đang ghi lộn với cái bà trước, nó vừa ra xong cái khe con vô là nó đá cái bà kia rồi. Còn vô tới nơi thì nó hỏi tôi lúc cái bà thông dịch đó, bà cũng rất là tế nhị, hỏi tại sao mà nó viết cái này vậy. Thì nói là bà nói câu tiếng Việt tôi đâu có biết, tôi đưa lộn, nhưng mà cái bà này bà nói là thà là nói trước, biết vô đây là sẽ rớt, gặp ông là sẽ rớt rồi, thành ra tôi đã qua Mỹ mấy chục năm rồi, thì bây giờ cái riêng kha của tôi có cũng được mà không có tôi cũng vẫn được cái quyền lợi, tại vì tôi qua Mỹ 80 vẫn được cái quyền lợi của ở đất đai, thành ra tôi nói thẳng ông khó, ông nói vậy tao cho mày đậu để cho thấy là tao tốt, cho đậu đi để cho thấy tao không có giống như người ta nghĩ đâu, tại tôi mày không thuộc bài tao rớt, mà mày dám công khai chưa có ai dám nói thật như mày, mày viết giấy mày còn đưa cho tao đọc nữa, mày rất là người tốt. Quý vị thấy cái phước nó chỉ có vậy thôi à, rung quá vô rung thấy cái tờ giấy này bày tủ đó, đưa cái tờ này đưa vô, nhưng mà nó nói đây là người tốt, tại vì tao muốn mày vô trong Hoa Kỳ là mày phải là người tốt, mà mày đầu tiên mày tự nhiên mày nói tao xấu, mày dám nói là tao là cái người khó khăn, mày nói là cho giết thẳng luôn là tao khó khăn, thì tao cho mày đậu, tao không cần mày học như vậy, mày thành thật, người Mỹ chỉ cần người thành thật chứ không cần người giỏi tiếng Mỹ. Thế thì cái phước nó khác nhau chỗ đó, không có khác cái gì hết. Quý vị thấy rồi cái phước báo trên cái chuyến bay đó, quý vị thấy không, cùng có người bị trễ chuyến bay nhưng mà rồi thoát chết, quý vị thấy rõ không?
cái phước nó rõ ràng lắm. À, bởi vì hồi đó có một cái chuyến xe đò nó chạy trên quốc lộ 13 đi về Liên Thành, nó có gì biết. Thì quốc độ đó là đánh nhau hoài. Ông Hòa Thượng thì ông lên ông ngồi, Hòa Thượng về Thành ông ngồi trước. Tại vì ông Hòa Thượng người ta biết rồi. Ông thằng lên xe đò mà nó chạy cái loại xe đò hồi xưa, cái xe đò xe cũng cũ lắm. Thì nó đi quốc lộ 13 thì gần tới chân Thành. Thì tự nhiên có cái cô kia cô lên cổ đón mà cổ, thời đó cổ đeo kiềng đeo dọc mà cổ đi coi như là đi đám cưới hay gì đó, cổ chuẩn bị cổ đi để về Sài Gòn. Thì Hòa Thượng cũng đi từ chân Thành đi về, về trên Tân Nguyên. Thì cổ lên cổ nói cổ mặc vậy không cho cổ ngồi sao, nhưng mấy cái bà bán cá đồ hôi quá là phải cho lên ngồi chỗ Hòa Thượng. Thì ông lên đó Hòa Thượng là cái bậc ngồi đây lâu rồi, ngày lớn tuổi. Thì Hòa Thượng nói được rồi tôi đi xuống, tôi nhường cho không sao, ngồi đâu cũng được, cũng là chơi đến thôi. Thì Hòa Thượng vừa xuống đổi cho cô đó, cô nó chạy chút xíu về cộng, nó đánh nhau như lính á, nó bắn nhau, cô đó lạnh đạn chết, ông Hòa Thượng phó chỉ trong có 3 phút. Thì quý vị thấy cái phước là nó như vậy đó quý vị ha. Thành ra từ nay quý vị cố gắng tu hành để quý vị hóa giải cái nghiệp. Thành cái đầu tiên mà tôi nói quý vị trong làng mà muốn thoát khỏi cái nghiệp mà ý tri đấy dập đó, mà mình nằm trong viện lão thì mình phải lo cho người bệnh, mình lo cho. Thì chuyên nhân diệu quán bây giờ nó nói, nó tình nguyện bất cứ hộ niệm hay là cái gì nó nhào vô nó đi. Cái nhân đầu tiên mà diệu quán nó nói con á, không cần biết sư phụ, nếu mà ai mà gọi con sẽ xin việc, con nghỉ, con lo cho người đó hộ niệm. Thì khi mà nó khởi cái tình niệm như vậy đó là thầy biết con nhỏ này, cái nhân nó gieo về cái quả sau này nó sẽ được hưởng, khi nó chung sự nó sẽ được người có người lo. Thành ra còn sư phụ bây giờ sao? Sư phụ bây giờ sư phụ thấy rõ là sư phụ bây giờ nếu mà sư phụ còn khỏe ở đây thì không sao, mà khi sư phụ nằm xuống rồi mình đâu có biết được bị stroke hay bị nghiệp gì đó, ai lo đây? Thành sư phụ mới nhào ra đi đám ma hộ niệm, nhào vô để mà chi? Cái chuyện mà tôi lo, tôi chăm sóc cho người già, người bệnh hay là người tắm mà tôi không gớm á, những người đàn ông tôi không gớm, tại vì tôi biết tôi sẽ làm trước để tôi giải những cái nghiệp đó đi. Thì khi tôi còn khỏe tôi gieo cái nhân cho lo thì tôi sẽ không bị cái nghiệp phải ở tri đấy dầm. Ví dụ thầy nói không? Thì cái đó là mình biết quá giải cái nghiệp ngay lúc này mình còn khỏe này nè. Đó. Thì quý vị cố gắng tu cho thầy đi. Và tôi nói rõ nha. Trong gia đình mà có người cứ năm bắt mà chết trùng năm nào cũng chết người quán hồn đi. Kim trấn yếm. Mà đệ tử có thầy 3.000 đứa, tháng nào cũng 2-3 đứa chết trùng hết. Thành ra tôi không có khủng hoảng sao được. Phải không? Tôi nói bây giờ tụi nó không có chịu tu. Mà tôi nói rõ cho quý vị nha, quý vị phải 85% tu, thầy chỉ 15% để mà trợ niệm. Trợ là gì quý vị? Trợ là phụ. Khi Hoa Kỳ nó diện trợ cho mình kêu là diện trợ, còn mình phải là chánh trợ đó quý vị. Hiểu chưa? Mà mình ỷ lại vào Hoa Kỳ thì mình diện cái diện trợ, thành ra khi đó mình nó cúp diện trợ cái mình mất. Thưa quý vị lắng nghe nè. Nhìn tượng Phật để trụ tâm, trụ con mắt vào tượng Phật, để từ đó phát sanh ra trí huệ, để tìm ra nguồn gốc tại sao ta bị khổ. Tại sao ta bị khổ. Và nhìn tượng Phật, niệm Phật để tìm ra phương pháp diệt trừ sự đau khổ của chúng ta. Chúng ta phải tìm. Quý vị tự trả lời thôi, tại sao chúng ta đau khổ? Đa số là chúng ta tham con cháu chúng ta nhiều quá. Chúng ta muốn nó là vào học trong đại học. Mình muốn nó là bác sĩ. Cái gì kỳ, người nào cũng muốn bác sĩ. Thật ra miễn là nó biết chữ, nó đi làm là được rồi. Còn nó có cái phước của nó mà mình rồi lấy chồng là phải chồng kỹ sư và bác sĩ, tại sao phải hai cái đó vậy hả? Quý vị có biết là ở Hoa Kỳ có 500.000 tuyển thủ football làm lương hơn tổng thống không hả? Quý vị nhìn trên con đôi mắt của đội, coi như cái đội Seahawks này nó làm một năm bao nhiêu, trong cái công tác của nó mấy chục triệu đô la đó, tổng thống Hoa Kỳ năm tới 800.000 thôi hả? Nhưng mà cái phước của mình, nhưng mà ngược lại đó, tụi nó chỉ có tiền nhiều quá, quý vị thấy khi cái thần kinh nó bị thương, nó da chạp, khi mà tới 30 tuổi là nó retire rồi, nó hút xì ke rồi, nó ăn chơi rồi, nó bị thân tàn ma dại, nó bị tiền quá nhiều đó. Nhìn tượng Phật, niệm Phật để phát sanh vô lượng trí huệ, và khi thọ mạng hết chúng ta sẽ được gặp Phật A Di Đà giảng sanh Cực Lạc. Niệm Phật, nhìn tượng Phật không phải để cầu có thần thông, nhớ nha. Có nhiều bà đó niệm nhìn một hồi đó không, tôi không chỉ là cầu cho thần thông, thấy không? Thần thông để làm cái gì? Thật ra Đức Phật ngài nói, này anh em, ngài hái một lá cây trong rừng, lá cây trong tay ta nhiều hay lá cây trong rừng nhiều? Ngài đang nói lá cây trong rừng đương nhiên nhiều.
Cũng vậy Anna, những gì mà ta dạy cho đệ tử ta đó ít như lá lá cây, mà những gì mà ta chưa dạy nó nhiều như trong rừng. Thì ngài Anna nói tại sao Phật không dạy cho người ta cách bay, không dạy cho người ta mà có thần thông điều kia? Phật nói nè, bây giờ ngươi đang bị cái tên là tham sân si nó đâm vào trong người, mũi tên độc á, ba mũi tên độc. Mà mình bây giờ đó, khi mình bị tên bắn rồi đó, thì ta là cái người vô thượng y dương, ta lợi ta chỉ nè, rút mũi tên cách nào để cho nó ra, rồi thuốc giải độc như thế nào, băng bó. Còn bây giờ tụi con mà hỏi như vậy, ta từ đâu đến, thế giới này thế sao, vũ trụ sao, thì ta ngồi ta giải xong, tụi bây trúng độc tụi bây chết rồi. Hiểu chưa? Thành cái đầu tiên chúng ta trúng độc là phải nhổ ngay mũi tên độc ra đã, rồi từ từ khi chúng ta tu, chúng ta lên các tầng lớp cao, chúng ta sẽ biết. Bố Phật không dạy chúng ta liền chỗ đó đâu. Nhớ nha, thành đừng có bao giờ mà mơ có thần thông. Quý vị mơ thần thông là ma dương nó gá vào đó, nó cho quý vị thấy liền. À, cho quý vị thấy kêu là ma chướng. Mai mốt thầy chạy giảng trong năm 2 của nó mà. Nhìn tượng Phật không có phải là cầu thần thông. À, mà chúng ta phải nhìn cuộc đời vô thường, muốn đạt được thần thông phải có thời gian 5 năm, 10 năm, 20 năm, điều theo các cơ trình độ của mỗi chúng sanh. Bây giờ quý vị có thần thông, quý vị luyện á, tôi nói thật trong mật tông nói mà luyện á, bên đó những người Tây Tạng họ đi. Họ đi tại đô xứ Tây Tạng, họ đi từ tỉnh này qua tỉnh kia, có những vị mà họ chứng được thần thông rồi, họ dùng mật tông á. Họ từ đây xuống lót á, họ đi có thể là khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ, họ bay tới dưới rồi. Phải không? Nhưng mà họ luyện cái này là phải 20 năm ở trong núi tiết. Cách biệt với người đời là có một người đem đồ ăn như hỗn thất, rồi hàng ngày phải có những vị lạc ma vào trong đó rồi khai thị để cho mở thần nhãn để tu cho họ có thần thông. Họ bay 20 năm, họ 3 tiếng hồ, 3 tiếng lót, họ đi tới lót. Nhưng mà bây giờ quý vị mà chờ luyện 20 năm quý vị chết hết rồi. Bây giờ bỏ ra 300 bạc mua cái vé rau tiếp 3 tiếng cũng tới dưới. Bây giờ muốn cái đường nào? Muốn 20 năm bay không? Bây giờ tôi đưa lên đất cứu center đó, tôi làm cho cái thách 20 năm hùng giờ muốn bay không? Ở đó bây giờ con bao nhiêu tuổi rồi không? Rồi tới 70 tuổi sẽ bay được. Nhưng con vợ nó nè, cho con 300 nè con, bay đi con. Dạ ra mua cái vé, mua cái vé coi on sale của sao web đó, trong mấy chiều bay cái ào xuống dưới. Thì khi bay xuống xong rồi thì bắt đầu 20 năm sau làm cái lễ ra thì râu hùng dài tới đây. À, quý vị thấy cái vô minh của chúng ta thì muốn có thần thông không? Mà chúng ta muốn có thần thông chúng ta sẽ khổ kinh khủng lắm, khổ lắm. Tại bây giờ mình chỉ nghe cái gì á, nghe người ta nói trước mặt, mà ta khen trước mặt mà ta chê sau lưng mình không có nghe, phải không? Mà bây giờ mình thấy chả cầm điện thoại, phải không? Chả nói chuyện gì đó, hỏi nói gì vậy? Anh đang nói chuyện với chị anh em ở Việt Nam. Nhưng mà mình có thần thông biết nói chuyện với con mẹ nào bệnh mình khổ không? Phải không? Rồi mình đọc được tư tưởng. Hồi xưa chả nói là ở trong đôi mắt em, anh em là tất cả, là trong trái tim này có mình em. Nhưng mà khi mình có thần thông thấy trong trái tim chả tới 7 trong cái mặt đàn bà đó. Khổ chịu nổi không quý vị? Hả? Thì như vậy con tiền ở đây nè, bỏ vô nè. Thành đừng chứ có dạy đòi thần thông. Nhưng hồi xưa thầy cũng mơ thần thông lắm. Sau này hòa thượng kêu quá, ngài nói sao ngu vậy, phải không? Cái đầu tiên á, cái thần thông sẽ có, tới một lúc nào mình không cần tới sẽ có. Nhưng mà mình cứ đầu tiên hết tham sân si, hết khổ đã, thấy không? Có thần thông tôi bảo đảm, không Phượng mà có thần thông bảo đảm nó dám, không dám mở nhà hàng đâu. Tại biết mở nhà hàng thứ hai sẽ bị bắt đốc si, sẽ dám mở. Hả? Bây giờ quý vị biết cho con gái của quý vị nó đang học đại học đó, mà quý vị có thần thông biết là nó học xong nó vừa ra trường nó bị xe đụng chết, quý vị dám cho nó học không? Không dám luôn, phải không? Từ đó chúng ta sống trong phật phòng, phải không? Thành ra mà có thần thông á, mà nói trước là mất thần thông liền, thành không dám nói. Chả coi như là mình biết cha này chỉ bảo lãnh mình qua đây rồi, hay là mình về Việt Nam mình cưới một con nhỏ nào qua, biết nó qua tới đây là chỉ dòng nó có đinh xa nó bỏ mình, dám cưới không? Không dám cưới. Thành ra vì không có thần thông mà chúng ta mới được hạnh phúc tới giờ này đó. Chả nói thương mình là tưởng thương thiệt, phải không? Là mình bằng lòng với cái hiện tại đi. Còn Đức Phật nói mình chưa chứng quả mà mình có thần thông là đại quả đó quý vị. Quý vị sẽ sống trong khủng hoảng lắm. Quý vị sẽ không làm cái gì được hết. Khi mình biết trước cái thời gian động đất này, biết không? Ví dụ mình có thần thông mình biết, còn bây giờ mình biết sẽ động đất á, nhưng mà nhà vẫn đi mua. À, ở trong này bà Son mà cũng biết sẽ động đất, vậy là bạn Thị cũng nói sẽ động đất, nhưng mà đi mua vẫn đi mua. Quý vị thấy cái rõ không? À, ai cũng biết là sẽ có một động đất lớn, nhưng mà mua nhà vẫn mua.
chúng ta thấy rõ ràng đó. Thành ra từ đó chúng ta hiểu dùm cái khổ này, do cái đầu tiên là cái tham, cái khổ thứ hai là do cái sân, cái ba là cái ngu thôi. Quý vị thấy rõ ràng đó. Chúng ta trong vợ chồng mà gây lỗ nhau bất hạnh phúc là do cái gì? Có phải là tham và sân không? Mà vì từ ngu mới có tham và sân à. Quý vị đặt một đời đây nè, nếu quý vị đặt nhiều đời thì con vợ mà nó gửi về cho bà già vợ đó, nhưng mà mình chỉ biết là đời này là bà già vợ, nhưng mà mình không thấy đời trước là mẹ ruột của mình sao? À, khi mình thấy được cha mẹ nhiều, Đức Phật nó đã từng nhiều đời làm cha mẹ vợ chồng rồi, thì quý vị không có. Tại vì thầy á, thầy chỉ áp dụng cái đó thôi. Đệ tử của thầy đến phục vụ cho chùa khác, thầy không có ganh tị, phải không? À, tại sao? Thầy nghĩ chùa khác đó cũng là những người đã nhiều bà con của thầy, mà khi thầy nghĩ đó là tu hạnh đoan là phụ thể, không có ganh tị nữa. Từ đó mình thấy mình áp dụng cái đó, cái mình mở cái lòng ra, kêu là đại thừa. Mà cái tiểu thừa là chúng ta thu nhỏ lại thôi. Thầy nói rõ ràng lắm. Mà quý vị ở trong gia đình, mà quý vị lấy một ông chồng mà mình gửi cho má mình 100, mà mình phải giấu, mình phải nói láo, mình phải coi như là nhờ mượn địa chỉ để hồi báo nó về chỗ khác, quý vị thấy quý vị có sướng không? Không sướng, quý vị cũng không kính trọng cái người đó nữa. Mà quý vị sống như vậy rồi, quý vị cái gì cũng phải nói láo giọng hết rồi á, đúng không quý vị? Còn bây giờ ông xã nói, bà cứ gửi đi, tôi hiểu đạo rồi, tôi đâu có chết được, tôi đâu có sống được. Má vợ tôi đời trước biết đâu, đời này với con mắt thế gian là bả là má vợ, đời trước là mẹ ruột tôi sao? Bà cứ gửi đi, bà ở với ông chồng như vậy đó, quý vị thoải mái không? Thoải mái. Tại vì mình gửi 200, nó gửi 500 đi, thấy không? Thì như vậy quý vị thoải mái không? Mà quý vị thoải mái rồi thì quý vị là kính trọng ông chồng, thương chồng. Mà trong gia đình mấy đứa con nó cũng nể, nó nể ba nó nữa. Đằng này á, quý vị là cái người đầu đồng con. Mày thấy không? Cha này nè, cha mày ác nhân lắm. Tao nuôi mày cực như vậy nè, tao quại mày nuôi như vậy nè, bắt đầu mình đầu độc. Thì cái cha nó ngu sao? Thay vì mình cứ tốt đi thì nó không đầu độc con mình, mà bây giờ mình xấu là đương nhiên nó biết nói với ai, nó chỉ tâm sự với con gái con trai nó. Và mai mốt nó tự nhiên càng ngày nó càng đầu độc đó, thì đứa con nó chỉ thấy là ba nó xấu mà rõ ràng xấu thiệt. Và đầu độc riết mai mốt về già thì bao nhiêu quyền lợi là bà vợ mình hưởng, bao nhiêu cái gì là nó đẩy mình vô diện những làng sớm đó. Thấy không? Thành ra từ đó mình mở lòng ra một cái là mình thấy hạnh phúc đến với mình liền. Đức Phật dạy rất là rõ, buông hết đi, nhìn thấu buông xuống đi. Quý vị giữ làm chi vậy? Giữ cho nhiều cũng khổ, sao quý vị không có đem đi được cái gì hết, mà đối diện với thầy giùm nè. Thấy không? Thầy trò chúng ta là bây giờ không biết ngày nào là coi như là chúng ta bị diêm vương gọi đó. Thấy không? Mà chúng ta cứ hơn thua những cái chuyện gì đâu, rùi bu không à. Rõ ràng là cái chuyện rùi bu không. Tôi bảo đảm với quý vị, quý vị vô chùa đó, cái đầu tiên á, mà quý vị thoải mái nhất á, chùa mình nè, có cái chùa nào mà ở thành phố mà dám tụng kinh trong trời mà thì nói bồ không? Chúng tôi cũng phải qua trầy di trúc giải hồi xưa, nó cùng lên đủ thứ nha. Bây giờ quý vị tụng trong trời đó, chứ giờ cái chùa nào mới mở thử là đố dưới cái bây giờ tụng như mình được không? Tụng được không? Nó cùng lên liền á. Nhưng mà tại đây riết rồi đó, chúng ta bị nó dở đủ thứ rồi. Thành ra là chúng ta bây giờ là coi như là cái loại là coi như là đã, coi như là cùi không sợ lỡ nữa rồi. Phải không? Hồi xưa chúng tôi đã đủ mùi hết rồi, nó thưa, nó kiện, nó đủ trò hết rồi, phải không? Riết rồi bây giờ nó quen rồi, thành ra nó bây giờ có thương cha này cũng không lợi, nó khỏi thương. Tôi đố quý vị có cái chùa nào mà quýnh bỏ mà đến đâu mình hồi quýnh hết chiếc đổ mồ hôi luôn. Quýnh vừa đưa cái speaker mà nó quýnh cái kiểu nó quýnh nó dùng sức. Mình hồi sáng này thêm 5 phút cho nó xỉu, quý vị thấy không? Hả? Tại nó quýnh nó dùng cái sức quá nhiều, quý vị thấy trời lạnh mà nó đổ mồ hôi hột, có thấy không? Trong khi ông Nga quýnh nhẹ nhẹ, ông Nga quýnh coi như là kiểu quyển chuyển, quýnh không có mệt. Còn mình hỏi sáng tôi nhìn tôi thấy tội nghiệp quá, tôi nói trời ơi, kéo dài 5 phút nữa là nó xỉu tại chỗ, nó chết rồi. Lâu nay nó không có đánh thường. Không phải, nó đánh đó, thay vì nó biết cách đánh nhẹ nhẹ thôi. Quýnh kiểu này thì coi như là chết rồi, phải không? Thành ra quý vị thấy đó, chúng ta bây giờ đó, quý vị đến cái chùa này, tôi nói xin lỗi quý vị đó, không có cái chùa nào mà ngủ lăn ngủ lê như ở đây chùa này được hết á. Mà chùa này không có thùng phước xương, mà chùa này tôi nói thật quý vị trả ốp không cần tiền nữa. Tôi nói thật quý vị đó, không cần tiền à. Mà tôi nói thật quý vị nè, hỏi thằng Tiên coi đó, Tiên nó đâu mất rồi đó. Ta ở bên Việt Nam đó, là cái bà kia bà về thầy cúng ở bên đây nè, cái dòng nè, cái dòng có thờ đó, cái cho cái đứa nhỏ mà thầy cầu cho nó chết sớm để cho nó, tại vì nó nằm 20 năm đó đó, cái hình đó đó, nó là từ lâu đó, hình đó đó, mới gửi qua 3,000+ cúng nữa nè, đâu ăn hết đâu, phải không? Thành ra khi chúng ta đến chùa, chúng ta có cái phước tu rồi, tự động người ta cúng mà, không có thiếu gì hết.
Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, như giờ cái pháp hội ở dưới, cái pháp hội dưới miền Nam thì tôi chưa có gì hết, mà những tâm toàn tôi gửi tôi cúng đào ào rồi đó. Bởi vì tôi nói nhiều khi tôi thấy rõ ràng, mình cứ tu đi à. Ở đây quý thầy nhiều khi mướn ca sĩ nè, mướn dược thảo nè, rồi thỉnh Phật đồng nè. Thỉnh Phật đồng đầu tiên là 15.000 đô la. Cái đó là thật sự, tôi nói thật sự Phật tích cho nghe. Dược thảo là 3.000 trước đã, là 18. Rồi á, rồi quảng cáo, rồi phải mời tăng ni các nơi về nữa, rồng vòng quý thầy tốn dài 30.000. Rồi làm cho đã, nhiều khi trọng trừ nhân chia kiếm 5-10.000 mà mang tiếng. Tôi một cái pháp hội kiếm nhẹ nhẹ 2 ngày cũng có 30.000 rồi. Cái đó là sự thật. Bởi vì chính mắt quý vị thấy mà. Hả? Đặng sao? Đâu, đâu có cần đâu, không có cúng, không cúng mà. Dạ, không. Quý vị thấy thôi, người ta cúng á, là người ta tự động, người ta thích, ta cúng, ta cúng. Ta khi người ta muốn cúng, ta tìm cúng chứ không có cần. Rõ ràng như ban ngày. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, 2 ngày tôi làm việc là tôi tính ra từ 6 giờ, không tính đi, khai trương là 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều là mấy tiếng quý vị, trừ giờ rest nữa, có 8 tiếng à. Ngày hôm sau cũng 8 tiếng là 16 tiếng, 16 tiếng 30 ngàn tôi làm hơn bác sĩ đó quý vị. Hơn tổng thống. 9 giờ bao nhiêu? Thấy không? Thành ra đối với thầy đó, thầy không có quan trọng tiền bạc, mà quý vị để ý thôi, cứ đầu tự động có chư thiên họ đến, họ đưa đẩy cái tiền đó, tại vì thầy đâu có tiền, đâu có vô tay thầy đâu, đưa ra cho ba điện tử cầm về để lo cho mình làm gì đã. Thấy không? Rõ ràng là cái vụ mà cô gì đó, cô con gái của bà Quan Thị Ba đó, con đưa riêng thầy mấy ngàn phải không? Thầy xuống dưới thầy cũng kêu cô Diệu Khai, thầy nói ghi vô có không, là tôi tiền đó là, mà cô này đâu có cần receipt, tôi nói nè, tiền nó đưa trước tôi nè, cúng xứng này nè, ghi 2.000 vô, thầy kêu cô Diệu Khai viết giấy đàng hoàng công khai thầy chánh. Tôi biết là có những người họ cúng thầy nhiều lắm mà thầy cũng không cần biếm cái bao thơ nữa, móc ra đưa thẳng luôn, mà như vậy là vẫn thành công. Đối với thầy là cứ đừng bao giờ, tôi chưa thấy một ngôi chùa nào tôi đàng hoàng mà Đức Phật để cho mình đói, chư thiên để mình đói. Tôi thấy rõ ràng như ban ngày quý vị, không có thiếu, không có thiếu đồ ăn đâu. Cái gì tu đi mà còn quý vị tu lơ mơ là quý vị đói chết luôn. Tôi nói làm là lỗ chết. Không, tôi nói rõ ràng bằng chứng cái chùa này quý vị theo nè. Hồi đó thì mua cái này thầy cũng rầu lắm, hạnh phúc giáo sư phụ lo. Ở dưới là bọn mình Adam, tháng chi phí có 600 đồng à. Mà thầy sửa cho cái bà Tha. Bà thì bả khỏi lấy tiền, tiền điện có 50, tiền điện thoại 20. Ngân sách khi nào 600 là đủ rồi, không nhận nữa. Mà thấy nó sung sướng, mà giờ ôi cái chùa này 300 mấy chục ngàn, 330 ngàn, bị bà nhân viên chơi cho cứu 75 ngàn nữa, trời đất ơi. Nhưng giờ có 3 năm trả hết rồi, 3 năm trả ốp cái nhà này, phải không? Mà hồi đó tôi mà dạy ha, mà tôi nghe lời mà lấy 250 ngàn mà cất cái chùa lớn lên nữa đó, là chết. Không, nhờ là cứ bây giờ ở như vậy, nó nhỏ, ở ngoài nhìn vô thấy chùa nghèo, phải không? Nhưng mà trong có Phật già, Phật Bình Đồng. Không, rõ ràng quý vị vô, quý vị mà làm con của một cái gia đình mà ba má không có nợ quý vị hạnh phúc, đó là ba má nợ như Chúa chỗ quý vị sướng. Quý vị về thăm ông già mà ông nói tao nợ chỗ này ông xin tiền mua cái này, xin tiền mua cái kia, quý vị né trốn luôn. Còn vô đây bây giờ tôi nói bảo đảm quý vị, cứ đi vô tôi thách, đi chỗ nào cứ đi, không có chỗ nào thoải mái như chỗ này đâu. Tôi nói thẳng một công, dù là nó không có ngon mấy chỗ khác, nhưng chỗ này là ăn uống thì không xua chỗ nào mà thoải mái hết. Chỗ này quý vị muốn ngủ chỗ nào ngủ, vô chùa Bổ Lâm dễ gì mà lên chánh điện làm được vậy, thấy không? Ít lắm à, tôi nói cho quý vị nghe, thấy không đó. Thành ra niệm Phật mà nhìn tượng ngài mà mong có cầu thành thông gì sao? Vì cuộc đời vô thường, muốn đạt được thành thông phải bỏ 10 năm, 20 năm à, mà căn cứ theo trình độ cho nên chưa có được thành thông mà là bị mất mạng. Nhìn tượng niệm Phật để phát triển trí huệ. Thí dụ như người bị trúng tên có độc, phải tìm cách rút tên ra uống thuốc giải độc cho đúng, chứ đừng có dạy nó tôi phải biết cái thằng nào bắn tôi mới chịu uống thuốc. Có mà, thấy không? Quý vị tự nhiên về, phải không? Có người tự nhiên cái là nó dùng một cái hũ mắm vô trong nhà quý vị,
Phật Nga hỏi ai đi ông Nga, ông phải nói tôi biết cái này là ai, thấy không? Tôi phải, ông Nga nói thôi mà dọn, tôi không có dọn, tôi phải tìm ra cái thằng nào dùng cái bụng móng vô trong nhà tôi mới dọn. Chúng ta là cái loại đó. Mà chẳng những vậy, chúng ta còn truyền cái hũ móng qua điện thoại về Việt Nam cho bà già hử, thôi nó thúi không nữa. Truyền qua internet nữa. Cái đó có thiệt đó, giờ dưới cái hai tách quý vị thấy nó như là một lưỡi dao. Làm như vậy là người ngu chưa tìm ra kẻ thù bắn mũi tên thì thuốc độc đã giết ta chết. Cho nên niệm Phật chỉ làm cho ta thanh tịnh bớt tham sân si. Nhìn tượng niệm Phật là đóng đi cái cánh cửa tạo nghiệp từ con mắt và cái miệng, mà dùng con mắt để tạo phước, dùng cái miệng để tạo thiện. Đó là nguyên tắc của nhìn tượng niệm Phật. Nhìn tượng niệm Phật quan trọng ở chỗ là phá cái mê và khai cái ngộ. Mê là mê cái gì? Lâu nay chúng ta tu mục đích là chỉ gì? Phá mê và khai ngộ thôi. Mê là chúng sanh mà ngộ là Phật. Chúng ta mê cái gì? Lâu nay bây giờ tôi nói quý vị mê cái gì nè, thấy không? Bây giờ tôi hỏi mê cái gì nè. Tôi lấy hai người nằm ít ngã nhất là chú Nga với cô Nga Tụng Lăng Nghiêm, hoài là coi như là tiêu ngã ức tiếp đi đảo tưởng rồi. Hồi xưa đó tôi không biết, hồi đó tôi nghĩ ông Nga ông đen lắm nha cô Nga. Tôi bảo đảm ở đảo không đen thua Mỹ đen đâu, tại tôi đã từng ở Indo rồi tôi biết ở xứ đó nó nóng đen. Mà tại sao cô mê ông? Mà phải có cái gì để mê chứ, đầu tiên không có duyên nợ được, thấy không? Cô Nga thì bảo đảm cổ, hồi xưa cổ đẹp gái đó, cô đưa bàn tay coi, bàn tay cô Nga hồi đó đẹp lắm, nhưng mà tại giờ bây giờ nó đếm tiền riết nó nổi mồ đồi, nổi mồ đồi đó. Quý vị thấy mà, cái đầu tiên mà mê, bây giờ tôi hỏi bây giờ nè, cô thí dụ như ông Sơn, ông cũng thuộc loại cao thủ, không có giận hờn nữa, biết tánh thầy này, tại sao cô mê ông Sơn? Cái đầu tiên tại sao mê ông? Ông lịch sử, biết gà lăng. nhưng mà bây giờ còn gà lăng đi, hồi xưa nữa không? Rồi thì hồi xưa kêu là gì? Hồi kêu là mê, bây giờ là ngộ rồi, phải không? Hiểu chưa? Mình giác ngộ rồi, phải chưa? Tại cái tu là chỉ vậy thôi. Thì hồi xưa mình mê ổng á, mình nghĩ là ai cảm cũng được. Lúc đó là tại vì cô với ổng đều là coi như là nửa đường hết, người nào cũng là nửa đường hết. Thì nên cô muốn tiến tới là đừng, không có bước vô khổ lắm. Mà ông Sơn cũng vậy, đừng nha, khổ lắm nha. Nhưng mà vì cái vô minh mà chúng ta nhào vô, đúng không quý vị? Chúng ta mê về âm thanh, về sắc tướng, phải không? Ổng khen, ổng ga lăng, thấy cái tướng ổng này kia. Thì cái đầu tiên chúng ta mê là gì? Do con mắt và lỗ tai, phải không? Ổng nói ngọt không con? Tại vì thay vì nước một hai một nước một hưa người nó lạ quá. Thành ra từ đó quý vị thấy mê và ngộ là chỗ nào đâu, là cái chỗ mà mình bị con mắt nó lừa, bị cái lỗ tai nó lừa, phải không? Bị cái miệng ông nó lừa, phải không? Đó mà bây giờ hồi xưa mình mê thì cái gì á mình cũng bị ông gạt hết. Bây giờ mình tỉnh rồi, bây giờ tỉnh rồi sao cho ông về Việt Nam, phải không? Cho ông về Việt Nam tại sao vậy? Tại ông bây giờ cũng là 80 rồi, phải không? Ông Sơn bao nhiêu rồi? Gần 80 rồi. Thành ra cho ông đi du lịch một vòng, tại vì cô thấy bây giờ ông là thuộc loại giống như là đùi, coi như là nửa bắt trên là cô thấy là coi như mình ăn hết rồi, nửa bắt dưới vậy để con mẹ nào mà nó ngu nó mê như mình hồi xưa đó, mà bây giờ mình ngộ rồi đó, thấy không? Là bắt đầu để cho nó hốt ổ, phải không? Nhưng mà nói vậy chứ ổng, cô đi thấy cô cũng buồn lắm, bữa nay thấy ổng ba cô tươi đó, phải không? Phải. Nhưng mà thật ra ổng có những cái tốt khác chứ, mê. Nhưng mà nếu mà ổng mà xấu hết 100% là cô bỏ ổng rồi, đúng không? Ổng vẫn còn có những cái tốt. Tại sao vậy? Còn chở mày sẽ đi lái cô đi. Thế ngày nào ổng lái xe đạp ổng chở cô đi. Tình chỉ đẹp khi còn Mercedes, tình hết duyên khi anh lấy xe đạp thồ em về. Cái mê và cái ngộ là chỗ nào? Như hồi đó hỏi con Diệu Quán nè, hồi xưa con mê cái ông chồng con, đó là con nhà giáo, phải không? Mà nhỏ này nó đặt cái tiêu chuẩn là chồng nó phải là nhà giáo, làm nhà giáo không có đạo đức, đúng không con? Là nó khiến con mê. Nhưng khi bắt đầu con phát hiện bị ung thư là chả ly dị con liền, phải không? Tỉnh chưa?
Bây giờ là ngộ tỉnh rồi, phải không? Tỉnh rồi mới theo Phật. Thành cái mê cái ngộ này nó chỉ là do cái mình không nhìn được thật tướng của một con người, đúng không quý vị? Thành ra khi mà quý vị á, ưa nhìn về dĩ vãng, phải không? Khi mà quý vị câu con cá mà nó giật giật nó xảy rớt xuống, trời ơi con cá này bự mà cái thùng thiết. Con cá xảy là bắt cá bự mà con cá trúng mình đó là mình thấy. Thành ra tôi nói thật cho quý vị đó, thành ra chúng ta khi mà mê và ngộ chỉ là khi mà dùng trí huệ chúng ta phân tích, chúng ta sẽ thấy liền à. Chúng ta mê cái gì đây? Quý vị thấy rõ không? Những cái mà cái dục lạc ở thế gian không có cái gì mà nó bền vững bằng cái vui của trí huệ hết. Bây giờ tôi nói quý vị vui nè. Bây giờ trong này quý vị thích ăn cái gì nhất? À, giờ tôi hỏi cô Liễu Hạnh, cô thích ăn món gì nhất? Tôi nói nghe nói thật đi, có thích đồ ăn, trong đồ ăn có thích món gì? Không, cuộc đời tôi cũng thích ăn cái món gì nhất? Thích món gì? Không, tôi không biết thích cái gì chứ. Cà ri, bún bò, phở, hủ tiếu, nam giang hay là mì xào giòn, thích cái gì? Phải ai cũng có một ý thích. À, giờ tôi hỏi cô Minh Ngộ cái bên này, cô thích cái gì nhất trong món ăn? Mình sẽ có cái ý thích. Phở gì? Phở Nam Giang, phở Tàu Bay, phở Tái Nạm hay phở của bà Phượng? Phở gì? Rồi bây giờ phở Tàu Bay. Mỗi một ngày cho cô Bay một tô, Bay một tình để ăn nổi không? Lên tới đây rồi. Quý vị thấy không? Cái đó là thật ra đó, không có cái gì mà thỏa mãn. Bởi vậy khi mà chúng ta thấy rõ ràng, nhìn một đứa con nít đó, nó đòi cái game đó cho được. Quý vị mua cái game rồi nó chơi 3 ngày nó chán game cắt. Có không quý vị? Thì chả có trách gì Đức Phật với tâm chúng sanh đó. Khi chúng ta hiểu đạo rồi nha, mình lấy một người nào đi nữa thì họ cũng thay đổi khi họ chơi chứng quả. Mà họ chứng quả rồi thì họ không còn yêu thương nữa. Lấy chồng chứng quả thì thằng chồng nó không thay đổi, mà chồng chứng quả thì nó không còn yêu nữa. Thì làm sao lấy? À, mà lấy cái người phàm phu thì phải thay đổi thôi quý vị ạ. À, phải, tức là vô thường. Họ vẫn còn chi phối bởi thương và ghét à. Tôi nói bảo đảm quý vị. Bây giờ quý vị ghét một ông chồng đó phải không? Bây giờ tôi thí dụ. Ông Sơn về Việt Nam. Tôi thí dụ nha, chứ không có, tôi nói để lời thí dụ thôi. Rồi cái tự nhiên á, ông về ông đem cái thẻ đi Đức Kha hay là cái gì ông đem 10,000. Mà ông xài xong mới có 2 tuần lễ ông hết 10,000 rồi. Ông gọi qua cô, ông nói cô chiêu chiến dùng cho ông 5,000 nữa. Thì ông hỏi sao thì ông nói láo cô, phải không? Ông nói láo sau này có một cái người bà Tám nào bên kia gọi qua, ông Sơn, ông đi chỗ này hất tóc thanh nữ. Rồi ông đi chỗ này chỗ kia tùm lum tà la. Cái cô giận ông. Cô nói sẽ bỏ cha cho rồi, cha này kia này quá, nhất định tôi sẽ ly dị, tôi không có chịu được cảnh lừa gạt. Thà ông nói thiệt tôi đi, nhưng mà chớ dạy mà nói thiệt nhân sinh. Khi bà nói số thiệt thì tôi tha, nhưng mà nói thiệt rồi là không tha đó. Mấy bà nói vậy giống như việc cộng cái khai báo thiệt đi, bao nhiêu giết bao nhiêu lính biết bao nhiêu, đừng có khai thiệt. Khai nó không có thì xong, mà khai thiệt nó đem nó bắt thằng nào hay, phải không? Nhưng mà rồi đó, ông cô giận dữ lắm, nhưng mà ngược lại đó, ổng xài hết 15,000, nhưng mà rồi ổng có con bác sĩ. Ổng nói nè, tao bây giờ già rồi, tao lỡ về tao cũng ham vui mày không, bây giờ tao chết rồi mày cũng cung tao này kia, vậy tao uổng, bây giờ tao cũng còn cái tao đi chơi chỗ này kia cho vui, bây giờ tao lỡ rồi má mày gây quá, bây giờ sao? Rồi con cho bà 20,000 như vậy. Thì lúc đó cô đem là ông đem 20,000, ông đưa bà là bao nhiêu cái nợ cũ là bà xóa liền, hiểu chưa? Tâm của chúng ta sẽ vô thường. Tâm chúng ta như vô thường. Thành ra những cái khổ thế gian này là tại vì chúng ta, thứ nhất chúng ta không hiểu đạo Phật. Lấy một bất cứ một ông nào đó, ông đó cũng không thể nào mãi vĩnh viễn mà thương mình được hết. Nhớ kỹ nha. À, ông đó sẽ, mà mình cũng không phải là người tốt, chắc chắn rồi. Tại mình cũng lừa dối người ta, phải không? Hồi xưa đó, mình khi mà ta lại đó, thì cái mặt thật mình đó, mình thường phân hẹn mấy giờ lại. Anh ngày mai đó là anh sẽ lại đến 10 giờ. Thì 7 giờ mình dậy, lúc đầu mình xe lông mày, mình kẻ lông mặt, mình quẹt, mình lương ra. Mình cũng đeo cái mặt nạ, phải không? Thì chả này ba chốt ba tắm lợi trợ, thấy cho ba nào cũng đẹp hết. Nhưng mà về cưới về khoảng tháng sau trợ chủ này thì ngủ rồi ke chảy ra là ngay. Rồi họ xe lông mày đó, một ngày hàng bây giờ không có xe nó nằm một chỗ này chỗ kia. Còn bây giờ là nách cái đông nách thì không có nhổ, nó lòi ra cái chôn luôn. Rồi hồi xưa đó xịt thuốc đông nách hồi ra. Lúc đó ông kêu hỏi, hồi xưa tôi không nghe bà hỏi nách sao vậy, hồi xưa cha nội tôi xịt một ngày 3 lần. Hả?
Giờ ngộ chưa? Ngộ là tỉnh là chứ gì nữa. Hồi đó mê là còn nằm trên bao, phải không? Thành vô tình cái thần tượng của chúng ta, cái chữ thần tượng không? Là một cái vị thiên thần mà do chúng ta tưởng tượng, chúng ta nắng ra về cái người đó thôi, phải không? Đúng không quý vị? À, còn cô Nga đó, cũng thương ông Nga đó, là tại đang thui mà cổ vẫn thương. Thì qua Mỹ trắng chút. Phải không? Đó, thành ra chúng ta mới thấy rõ ràng là, những cái khổ của chúng ta là tại vì chúng ta vọng tưởng mà ra thôi. Khi chúng ta bị lường gạt bằng lời khen, chúng ta lường gạt bằng cái con mắt của chúng ta, chúng nhìn được con cái. Tôi đố quý vị mua cái nhà là realtor nó có kêu sửa chỗ này sửa chỗ kia không? Có quý vị. Trời, dẫn vô nó nói cái này đồ mới, thật ra nó giá, nó sơn lại, nó thấy chấp tùm lum. Bắt đầu vô nhà rồi cầu nghẹt cống bể hít hư qua tờ hít tơ bể, rồi bắt đầu thảm hư bỏ tiền ra, mặt nhỏ này đành lắm nè, rồi nhăn nhó đổ ra. Thì lúc đó kêu realtor ở đâu bắt phone, có không? Xong. Thành ra tất cả chúng ta đều bị lường gạt do cái âm thanh. À, mà cái người Việt chúng ta nó lạ lùng lắm, nhà xuống giá 2-3 năm về trước chả công an nào mua hết. Bây giờ cái nhà đương nhiên bắt đua nhau chạy mua mà trả thêm không à. À, cái nhà lên 300 trả 310 mua không được, nhiều phẩm nó chở tùm lum tà la mà mua không được nhiều người. Nó rất lạ lùng, người Việt mình con cái là nhà rẻ thì không chịu mua, mà nhà đắt rồi đua nhau mà chạy mà trả mà giành mà giật với nhau nữa. Có không vậy? Như vậy là cái mê cái ngộ nào là cái gì? Hả? Quý vị thấy rõ không? À, nhưng mà quý vị thấy một trận động đất mà xảy ra siêu tộ là những người bây giờ ôm nó mua là ôm đồ máu hết á. Chắc chắn nếu mà xảy ra động đất á là nhà cửa nó xuống lại liền á. Cái kinh tế bây giờ, cái kinh tế giả tạo quý vị nhìn thấy vậy chứ nó không phải như ngày xưa nữa, đúng không quý vị? À, không có dễ dàng đâu, thấy không? Từ chỗ đó quý vị thấy. Tôi nói thật cho quý vị đó, quý vị mua một căn nhà mà nó quý vị bán mà quý vị lời 30.000 coi như không có lời đó. Realtor ăn hết 9-10 ngàn rồi. Rồi tụi mà nó đóng thế nó ăn bao nhiêu ngàn nữa rồi. Rốt cuộc rồi giấy tờ này kia, nếu mà lời cái nhà 30.000 coi như là không có lời. Mà lời 50.000 thì có được 20.000. Mà trong 20.000 đó bắt đầu á, không có cái EQT đó thì gia đình còn hạnh phúc. Có EQT bây giờ gửi về cho bà nhiêu, gửi về cho tôi nhiêu. Bắt đầu là thủ là thiết, rồi bắt đầu sinh ra chuyện che cái EQT đó, phải không? Bây giờ hai vợ chồng ly dị mà cái nhà không có EQT đó thì bà nào cũng ai cũng muốn thôi tôi giao nhà cho ông, không thôi tôi giao nhà cho bà. Nhưng mà cái nhà đó có chừng 300.000 EQT là sao? Kêu luật sư 4-6. Tôi lấy 6 bà lấy 4, phải không? Thắng vào rồi nhưng mà luật sư đang hết rồi. Từ nay chúng ta tỉnh dùng một cái, chúng ta buồn hết, tại vì chúng ta không biết chết ngày nào hết á. Mình thấy có một cái lạ lùng không? Mình không biết sống tới ngày mai không mà là mua cái nhà ký cái nợ 30 năm. Là những người trẻ thì em nói, mà có những người mà cỡ tuổi 70 mà vẫn còn ký nợ 30 năm, có không quý vị? Có. Vừa trả ốp xong lại đi ký cái nợ mới nữa. Bởi Đức Phật kêu là bạc hết các duyên, đừng có tạo duyên mới nữa đi. Thấy không? Thành ra cái hạnh phúc vô đâu? Hạnh phúc từ nay là mình biết, khi mình hiểu được như vậy đó thì một cái người vợ, người chồng có sai lầm đó mình tha thứ được, mình biết họ là phạm, phải không quý vị? Không phải là thánh. Thánh thì làm sao lấy chồng lấy vợ được? Phạm. Mà phạm thì phải có những cái đó, thành ra mình dùng những cái đó để mình tu, mình biến cái phiền não thành bồ đề. Thành ra quý vị niệm Phật, và cái chìa khóa của niệm Phật là quý vị phải mở trí huệ. Ha? Hào quang Đức Phật A Di Đà, A Di Đà là sao? Hả? Tại sao mà mười phương chư Phật ba đời là anh Phật A Di Đà đệ nhất? Tại sao đây? Chính Phật A Di Đà là có một Đức Phật A Di Đà bằng thế giới Cực Lạc, nhưng mà cũng nói về cái vô lượng quang, cái trí huệ của mình đó. Khi mà quý vị phóng quang được là từ trong cái hào quang Đức Phật A Di Đà, rồi mình nhìn Đức Phật A Di Đà, mình tập trung tâm ý vào, mình không có vọng tưởng một thời gian, tự nhiên pháp trí huệ khai sáng và chúng ta sẽ phóng quang. Lúc đó hào quang Đức Phật mà chiếu tới sao quý vị? Đã trong kinh 14 tấn lời nguyện, hào quang Đức Phật mà chỉ cần đụng tới mình một cái là mình coi như là hết tất cả những cái nghiệp, phải không quý vị? Là lúc đó quý vị là sao? Là quý vị trở nên một con người hoàn toàn thay đổi. Quý vị mở cái lòng ra vô lượng quang, là quý vị không còn ranh giới giữa mẹ vợ và mẹ mình ruột mình. À, vô biên quang là không còn cái ngăn ngại bên chồng bên vợ nữa. Và vô lượng quang, quý vị có cái rộng rộng lượng ra. Mà khi như vậy là quý vị tự phóng quang quý vị ra, chứ đừng nói những Đức Phật A Di Đà phóng cho mình. Đầu tiên là nhờ Đức Phật A Di Đà phóng, sau đó mình tự mình phóng quang ra. Quý vị thấy các thầy ra khổ, các chùa ra khổ, ông Phật nào bắt quý thầy khổ vậy?
Quý vị thấy rõ không? Hả? Bây giờ sư phụ của con đó, ai bắt bà khổ? Hả? Con rành nhất, bà làm khổ cho bà. Ai trối bà? Bà trối cho bà. Những cái chuyện đáng làm trước bà không làm, bà làm những cái chuyện lòng vòng gì đâu không? Thì cái đó người kêu là nhà Phật kêu là vô minh, không có thấy rõ, làm lòng vòng tư khổ lấy tự trối mình. Thành ra người ta nói tại sao thầy sướng, tại vì thầy áp dụng kinh Phật mà thầy thoải mái. Quý vị thấy rõ không? Tiền bạc giao cho đệ tử nắm, khi mà mình giao nó như vậy rồi đó, thượng chánh thì hạ thể đàng hoàng. Còn thầy mà thầy dùng một cái pháp hội 30 ngàn thầy bỏ vô tay thầy nắm á, tụi nó sẽ không có phục vụ thầy, không làm chết sống đâu. Tội gì làm cho ông sẽ gửi về cô Hạnh Đo, ông gửi về Hạnh Phượng đưa bà con, rồi cái này chết là ông đứng trong này ông hưởng. Đa số các chùa ở đây là ông thầy trụ trì đứng, rồi để bà con đứng vô, có không quý vị? Gia đình trị trong đó làm sao thầy cúng được. Còn đây cái hệ thống của tôi là hệ thống của đại chúng mà, người ta cúng người ta không có tiếng. Từ chỗ đó, một cái là tiểu thừa và một cái là đại thừa, nó khác nhau. Quý vị thấy rõ, tu mà hạ của mình, của bè phái mình là tiểu thừa. Mà trong gia đình cũng vậy, quý vị thấy rõ đi. Một cái ông chồng mà ông mở rộng ra đó, nè, tôi giao chất đúng cho bà đó, bà xài sao xài, miếng là bà xài đúng thì lương tâm của bà thôi, thì cái gia đình sẽ hạnh phúc ngay. Mà hả, mà ông chồng mà coi như là ba cộng ba đồng bữa nay nè, tôi phát cho bà bao nhiêu nè, bà đưa receipt lại, gia đình đó trở thành ra là gì? Chết sẽ đi vào cái loài là ngạ quỷ đó, quý vị, ích kỷ. Chúng sanh vô đi thời quyết độ mà ông già vợ, bà già vợ mình chỉ cũng gửi hơn có 200-300 mà mình đã nổi sân rồi, thì hàng ngày chúng sanh vô đi thời quyết độ là mình nói láo vô Phật Di Đà chứ còn gì nữa, thấy chưa? Thành ra từ đó chúng ta niệm Phật, chúng ta phải phát huy cái trí huệ là chính, chứ đừng có lầm. Quý vị có niệm bao nhiêu đi nữa, nhưng mà quý vị không đúng cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà là quý vị không có bao giờ mà được giảng sanh. Cái 10 niệm mà cuối cùng của Đức Phật A Di Đà là lập rồi, quý vị phải làm Bồ Tát hạnh, phải phát cái Bồ Đề tâm. Nhớ nha, hồi nãy đọc đó, chỉ cần 10 niệm thôi, trừ tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Mà mấy người mới nhiều niệm đó này không, nhiều niệm xong là không biết có lương không, là quý vị đang phỉ báng Đức Phật A Di Đà. Pháp môn tịnh độ này Đức Phật nói là: này Xá Lợi Phất, các ông hãy nghe lời ta nói, có phải không quý vị? Khó tin lắm, như ta ở trong đời ngũ trượt này mà nói cái pháp môn này ta không tin. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy biết bao nhiêu người giảng sanh rồi, đúng không quý vị? Mà tu thiền đời này chưa thấy một vị thiền sư nào chiếm một bài kệ ra đi. Nhưng mà tu tịnh độ nó nhờ cái trợ lực mà nhiều người họ được giảng sanh. Mà cái tệ nhất của cái người mà tu tịnh độ vẫn được về cõi trời đó quý vị. Ha, tôi nói cho quý vị nghe. Thành bữa nay quý vị cố gắng với thầy ráng tu đi. Chúng ta khổ thời gian ngắn thôi, chúng ta có thể ngồi coi một bộ phim đại hàng 3-4 tiếng chúng ta say mê, nhưng mà nó không có làm gì chúng ta. Trên đó nó khóc mình khóc, trên đó cười mình cười, ở trên đó mà nó đóng vai ác thì mình chửi, có không quý vị? Thấy cái bà đó ác nó chửi, thấy thằng nó đọc mình chửi, mình lại dính theo cái đạo diễn nó hướng dẫn cho mình điên đảo trong đó. Mà mình vẫn coi, mà phim tập đại hàng nó kéo dài lắm, thấy không? Trong khi tôi chỉ bắt quý vị niệm ngàn tiếng, quý vị ta mệt mỏi niệm chi, để mà mình phát sanh cái trí huệ. Những cái gì mà chúng ta thấy đây là cái trí huệ đó quý vị, không có gì bằng cái trí huệ đó. Ha, quý vị nhớ dùng cho thầy đi. Tóm lại tôi phát là cái cuối cùng là nhìn tưởng niệm Phật là mục đích, trụ con mắt vào tưởng Phật, miệng thì trụ vào câu niệm Phật. Để một thời gian chúng ta sẽ nhận ra nguyên nhân chính làm cho chúng ta luân hồi là nợ cũ đã chưa xong thì đi dai thêm nợ mới, có nghĩa là duyên cũ chưa dứt thì đi kết duyên mới, thường duyên thì kết làm bạn, mà kết làm bạn rồi đời sau cũng trở thành vợ chồng, mà trở thành vợ chồng trở thành ra sau này thân quá nhiều, mà kết nghịch duyên thì trở thành quan gia trái chủ, đời sau gặp lại trong kinh Vô Lượng Thọ là trở thành ra là quán lớn, đúng không quý vị? Lúc tổ Huệ Năng có dạy bật hết các nhân duyên, đừng tạo duyên thiện, đừng tạo duyên ác, thì sẽ nhận ra mình có cái chân tâm Phật tánh của mình. Đó là căn cơ của thiền tông. Đời chánh pháp, còn đời mạt pháp này, nhân tượng Phật, trụ tâm vào tượng Phật, diệt hết các duyên, mà chúng ta kết duyên với Phật A Di Đà cho thầy đi. Nhớ nha, tu theo thiền tông nói rất hay, vô sở trụ mà làm sao vô sở trụ được, mình chưa chứng quả. Mình trụ vào cái tu tịnh độ là trụ vào âm thanh và sắc tướng, tu thiền tông là vô sở trụ, hai cái nó khác nhau nha. Nhưng mà mình đừng có nói là mình là thuộc cái loại mà thiền tông, mà mình là thuộc loại là có loại mà hạ căn hạ ký. Thì chúng ta trụ vào cái tướng tượng Phật, chúng ta nhìn Đức Phật A Di Đà, chúng ta có đưa vào trong này. Tôi bảo đảm cho quý vị, khi quý vị có bầu,
mà cái này đã khoa học chứng minh. Quý vị muốn đứa trẻ đẹp, quý cho người mẹ nhìn cái bầu, nhìn cái hình của đứa bé, có không quý vị? Nhìn đứa bé riết thời gian nó sẽ đẹp, có không quý vị? Và quý vị mà ghét bà già chồng á, đẻ ra tự nhiên giống mẹ, có không quý vị? Tại vì ban đêm quý vị ngủ cũng nhớ tới mẹ này, quý vị đã làm dâu rồi đó, là cái ngày đêm quý vị trong cho bà chết mà bà không chết, sao bà sống dai quá vậy, phải không? Thành ra đẻ đứa con càng ghét bà già chồng bao nhiêu, đẻ ra nó giống y chang đó. Thành ra cái áp dụng cái tính tích này mà bắt mình nhìn Phật. Mình nhìn Phật để chi? Mình nhìn Phật mình sẽ từ từ mình sẽ hiền lành, mình sẽ giống Phật, mà cái ấn tượng nó đưa trong đầu quý vị. Nhìn tới cái lúc nào mà quý vị đạt được cảnh giới, quý vị nhắm mắt lại mà cái hình Phật nó là 5 phút trong đầu quý vị đó. Tôi bảo đảm quý vị phút cuối cùng á, tôi làm phu quan 10 phút rồi quý vị, thì quý vị đi nóng liền, đi liền, tại vì nó đã có sẵn trong người quý vị rồi. Lúc lâm chung con mắt mình mờ, lỗ tai yếu, mà giờ mình đã luyện tập nó có bằng chứng. Ở thế gian mấy cái bà mẹ họ lừa, họ có bầu của con gái hay là cháu nội đẹp, họ đưa hình coi đi con, nhìn đi, nhìn ra đẻ đứa nhỏ rất là đẹp, đúng không quý vị? Thì từ đó quý vị áp dụng cái tính đích nhìn tượng niệm Phật, nó có nốt bộ công đức mà nó sẽ không có đi sai cái vấn đề mà logic của Phật học bây giờ chứng minh đó. Thành ra một cái đứa bé mà ta dạy con, ta dạy từ trong cái bụng mẹ luôn quý vị, nhớ nha, có nhiều bà đọc thơ, có nhiều bà đọc kinh cho nó nhỏ từ trong bụng, và nó ảnh hưởng rất là sâu. Thì bữa nay cũng vậy, bây giờ tới giờ quý vị ăn cơm chưa, dưới có cơm chưa, ăn cháo rồi sau đó lên bắt đầu chúng ta rác tịch niệm Phật. Chúng ta rác tịch niệm Phật theo cái điệu nhạc và thầy chỉ cho quý vị cái tính đích niệm Phật và cái ban hộ niệm phải nắm rõ. Từ đây những người đi hộ niệm xách theo một cái hình giống như vậy nè, vô đó ngồi. Cái đầu tiên quý vị muốn niệm Phật, quý vị phải quán cái lòng từ bi trước, quán từ bi cái người đó mới thành công. Còn quý vị vô để trả nợ quỷ thần không ích lợi gì hết, quán từ bi đó là mẹ của mình, đó là cha của mình, sẽ thành công ngay. Tôi bảo đảm đó là cái technique, chứ không có nhào ào ào vô niệm Phật được, mà coi cái người đó cái nghiệp như thế nào. Phải sử dụng cái đầu tiên chú Lăng Nghiêm, sử dụng chú Lăng Nghiêm là chúng ta mất hết một tiếng tụng sám hối lương hoàng sám, là hoặc là thị sám mất thêm tiếng nữa là 2 tiếng. Sau đó tụng Địa Tạng Quyển Thượng 1 tiếng là 3 tiếng, Quyển Trung 1 tiếng là 4 tiếng, Quyển Hạ 1 tiếng là 5 tiếng, còn 3 tiếng còn lại bắt đầu niệm Phật thì nó không có mất thời gian nhiều. 3 tiếng niệm Phật rồi thứ thổi tướng mà thấy không được, bắt đầu mới sử dụng cái chú dẫn sanh và bắt đầu khai thị những cái chuyện mà nếu mà có thầy ở đó thì rất là nhẹ nhàng. Giống như bà cụ Quan Thị Ba đó, thầy đã dặn tụi con làm mẹ con trước mấy ngày rồi, tụi con tụng cả 7-8 lần chú Lăng Nghiêm phải không? 21 lần hả? 21 lần chú Lăng Nghiêm. Bao nhiêu lần kinh Địa Tạng? 7 lần kinh Địa Tạng. Bao nhiêu lần kinh sám hối? 2 lần sám hối, lưu hoàng sám với thị sám. Rồi sau đó tụi con niệm Phật. Thành ra khi mà chịu trung nhớ mình bước vô cái thấy bà sáng rực, bà nhẹ nhàng lắm. Chỉ có một cái là tại vì trong thời gian mà mất có nhiều con cháu ôm khung ôm khóc bà, thành ra bà đậu mà nóng ở ngực thôi, chứ còn bà đừng có chuyện đó là bà đi điện xanh rồi đó. Thành ra quý vị thấy rõ cái công lực của kinh Lăng Nghiêm rất là hay nha. Thành ra bây giờ hộ niệm nhớ rõ, đầu tiên quý vị nhớ cái đám nào mà bị đuổi ra là đám của con nhỏ Liễu gì nè, Liễu Duyên đó, tụi con không có tụng Lăng Nghiêm. Lúc đó giao cho Minh Quang vô chỉ niệm Phật không à, vô niệm Phật xong rồi tự nhiên nó nắm độ nó đuổi ra hết rồi, quan gia thế chủ nó đuổi. Còn bác chú Đường, chú Đường con thấy không, tụi con vô tụng Lăng Nghiêm thấy nó khác liền, để Lăng Nghiêm luôn. Tự nhiên cái đám nào mà có Lăng Nghiêm là điều lập được tốt hết, mà cái đám nào không có Lăng Nghiêm là ma chướng nó nổi lên tùm lum hết. Dạ, nó thành ra từ đó quý vị phải áp dụng từ nay, nhớ mỗi người phải có một cái coi như bà cái kinh Lăng Nghiêm nhỏ trong túi để vô đó tụng. Nhiều khi mình không có thủ đó, mình có một số kinh Lăng Nghiêm nhỏ để tụng, cầm tụng. Rồi hình Đức Phật A Di Đà khi ngồi xung quanh giường bệnh, mình ngồi mình niệm, mình nhìn, mình có nét. Khi mà cái ý thức họ vừa dựng ra, từng mấy mốt thầy giảng ở dưới kia thầy vẽ ra. Khi mà người ta chết ra cái ý thức tới phản cái tiếng thứ 6 là người ta đọc được hết tất cả, tại vì thầy không có muốn cho quý vị niệm Phật trước khi cái tiếng thứ 6. Mà chúng ta sám hối được tất cả tới bắt đầu tiếng thứ 6 là cái ý thức nó xuất ra rồi, là cái ý thức nó quyết định đó. Khi quý vị nhìn một cái tượng này là nhìn bằng con mắt á, mà không có cái nhãn thức thì không thấy được, phải cộng với ánh sáng, đúng không quý vị? Rồi cho tới khi mà cái tượng này mà quý vị đẹp hay xấu là phải có thằng ý thức vô,
À, tượng này bịt miệng bịt. Còn cái thấy đầu tiên đứa con nít thấy, mình cũng thấy, con bầu câu nó thấy, nó cũng thấy, đúng không quý vị? Nhưng mà nó phải cộng cái ý thức. Cái ý thức ở đây là chú tiểu thì mình phải kính trọng, mà người Công giáo thì họ đây họ không kính trọng, họ nghĩ đây là chú tiểu. Còn người tin lành ở đây là ma quỷ dùng, phải không? Thành cái ý thức này mới cái là tạo tội đó quý vị. Thành là chờ cho họ mấy cái tiếng đầu đó là họ còn nguyên nó, mình tùng đúng, họ chưa có giáo thứ sáu, họ chưa được cái khai thị nhiều, mình sử dụng chú Lăng Nghiêm, sử dụng kinh Địa Tạng cho tới khi đỡ tiếng thứ sáu á, là cái tiếng thằng ý thức xuất ra, lúc đó là người ta kêu là giác quan thứ sáu. Tại sao đàn bà? Cái đàn bà là họ sử dụng giác quan thứ sáu nhiều hơn đàn ông, thành họ nghi gì có cái đó. Mà giác quan thứ sáu là gì? Là cái thức thứ sáu đó quý vị. Vài bữa thì giảng với thì vẽ ra cái mô hình rất là rõ ràng luôn ha. Thành ra con gà đó của nhà Hương Vân nó niệm Phật, tại sao nó niệm Phật? Bằng cái miệng. Chẳng hạn như bây giờ con kép mà bây giờ dành niệm Phật, mô Phật, mô Phật, chữ thề nó cũng chữ thề, nó niệm nhưng mà nó không có ý thức xen vào, nó không biết cái đó là phải quấy, đúng không quý vị? Cái người dạy con kép chữ thề nó gặp ai nó cũng chữ thề hết. Còn nếu mà dạy niệm Phật thì nó gặp ai nó cũng mô Phật, ai gì là Phật, ai gì là Phật, nó đưa vào trong cái tạng thức cho nó, tạng thức. Thành ra khi mà nó chết á, rồi nó xuất ra cái ngày hư dân khai thị nó một cái là lúc đó nó biết à đây là Đức Thế Giới Đức Phật A Di Đà, là nó thấy được Phật liền. Thành ra khi chúng ta niệm á, là hộ niệm cho người ta quan trọng nhất là tiếng thức sáng, kinh nghiệm của thầy. Lúc đó họ xuất ra là họ trở thành là cái thức thứ sáu. Người ta nói mày có giác quan thứ sáu của vợ mày, nó nói gì có đó, là tại vì họ nghi. Thì nên họ sống bằng cái giác quan thứ sáu nhiều hơn, nhiều hơn là cái người đàn ông. Người đàn ông thì họ không có sống với giác quan thứ sáu nhiều, họ sống bằng năm cái thức kia. À, thành ra người đàn bà thì sống bằng giác quan thứ sáu. À, quý vị thấy rõ. Thành ra vài bữa đó là tôi sẽ giảng ở trong cái vấn đề Thủ Lăng Nghiêm, chứ tôi sẽ giảng rõ, quý vị sẽ thấy rất là hay. Mà chúng ta lâu nay đó thì nói cái tâm ở đâu, chúng ta không có vẽ kỳ này thì vẽ hình ra luôn, vẽ cái hình ra. Cái người chưa hiểu đạo đó là chúng ta sử dụng bao nhiêu cái thức. Cái người mà có tu đạo rồi đó, chúng ta sử dụng bao nhiêu cái. Rồi chúng ta ngộ đạo rồi, chúng ta sử dụng bao nhiêu cái. Như bây giờ thật sự khi quý vị đến nghe bài pháp của thầy đó, quý vị sử dụng qua cái qua cái thức nào mà quý vị đã chuyển, quý vị chuyển cái thức thứ sáu thành ra là diệu quan sát trí, chuyển cái thức thành cái trí rồi ha. Thành ra cái ông thầy nào mà ông dẫn xài đó, thức là thức thì ý thức ấy, là hồn ý tôi là tôi khoái, mà nghịch ý tôi là có chừng tôi, là ông thầy đó chưa có phải là diệu quan sát trí. Mà khi mình chuyển được diệu quan sát trí rồi đó thì mình sẽ mở cái lòng ra lắm. Tại sao cái ông chồng này nó giận? Ông chồng này giận là ông đi làm vậy ông mệt. Tại sao chẳng hạn như con thật con về ông xã con, tại sao làm hãng nào ông cũng gây lộn với người ta? Con thí dụ thầy nói như vậy thôi, thì thí dụ thôi chứ phải. Nhưng mà tại vì con dùng cái trí thế gian, con phải mở cái lòng ra coi tại sao mà ông ở trong ông bị kỳ thị, ông bị nó đì, ông bị nó làm cái gì, nó bắt thay gì, nó làm cũng cái chức đó mà thằng kia nó trả 20 đồng, cũng cái giớt đó ông làm nhiều hơn mà trả 15 đồng. Là mình phải có cái nhìn rộng hơn cái nguyên nho, hiểu chưa? Thành Đức Phật kêu cái đó là trí. Còn con chỉ thấy một cha này sao làm hẳn nào chẳng cũng gây lộn đi cho nghĩ. Thí dụ như vậy thôi. Thì lúc đó là con nhìn bằng cái thức. À, mà con phải đi tu, con tiến lên là biến cái thức thành cái trí thì gia đình con hạnh phúc ngay. Tôi biết tại sao. Một cái người mà con biết thành cái trí nè, tôi biết rồi, ở trong đó nó kỳ thị ông phải không, nó bóc lột ông phải không, nó bắt ông làm nhiều mà nó không có nâng lên về lợi không. Ông làm lâu thằng kia cùng vô làm, hai người đều 7 đồng, giờ tự nhiên thằng kia giờ mở lên 20, ông vẫn còn 10 đồng phải không. Thành ra ông bực mình phải không? Thì người đó là dùng cái diệu quan sát trí, biến cái ý thức thành cái trí. Rồi bây giờ đó, đa số những cây gỗ trong mình là do cái chấp ngã. Chấp ngã kêu là mạt na thức, phải không? Mà mình tu rồi mình biến cái mạt na thức thành ra là gì? Bình đẳng tánh trí. Cái thức thứ 7 mà thành tu Bồ Tát kêu Phật là bình đẳng tánh trí. Cha của mình cũng vậy mà cha vợ cũng vậy. Thành ra bình đẳng thì lúc đó là chúng ta biến thành trí rồi thì chúng ta không còn đau khổ nữa. Còn cái đại viên cảnh trí là thuộc về Phật. Bữa nào thì giảng sáng nó hay lắm. Cái thức của Bồ Tát thế nào, cái thức của A-la-hán thế nào, cái thức của chư thiên thế nào, cái thức của người ngộ đạo như thế nào, cái thức người còn mê như thế nào, vẽ mô hình ra rồi chiếu ở trên computer cho người ta thấy từng phần từng phần. Cái này phải vẽ mà chỉ có mật tông mới có cái đó, còn hiện tông chỉ nói thôi. À, tâm ở đâu là phải vẽ ra từ cái màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Thành ra từ những cái đó là thầy sẽ đi vào cái Thủ Lăng Nghiêm giảng rất kỹ, mà nó phải giảng có thể là ngày chủ nhật của ngày 22 tháng 11, không có đi hết được, phải 4 ngày của pháp hội mùa đông, từ 25 cho tới ngày 28 mới giảng, chưa hết Thủ Lăng Nghiêm nữa. Nó hay lắm quý vị ơi nha. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng.
chút nữa lên niệm Phật để coi, rồi cũng một gần 2 tiếng dữ vậy đó hả? Dạ, 1 tiếng 40 phút rồi. Rồi chúng ta hồi hướng đi, chúng ta ăn sáng rồi lên bắt đầu chúng ta practice nhìn tượng niệm Phật. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.